Kính chào quý khán thính giả, và đây là chương trình The Kim Dung Show. Chúng tôi phát hình trên SPTN vào mỗi thứ 3 và thứ 5 hàng tuần vào lúc 8 giờ 30 tối giờ miền Tây Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 8 2014 vừa qua, trong phiên tòa tại Đồng Tháp, Việt Nam đã xử 3 nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền và đã kết thúc với bản án là 3 năm tù giam đối với bà Bùi Thị Minh Hằng và anh Nguyễn Văn Minh, đó là 2 năm rưỡi, và blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh là 2 năm tù giam. Đây là những bản án phi pháp và phi lý vẫn luôn diễn ra ở trong nước, có mục đích là đàn áp những người bất đồng chính kiến, những nhà tranh đấu cho quyền làm người tại Việt Nam và nhất là bảo vệ chủ quyền của đất nước. Kính thưa quý vị, cuộc nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi với luật sư Đỗ Thái Nhiên để phân tích tính phi lý, vô luật pháp của hệ thống tòa án thuộc nhà nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kim Nhung xin rất hân hạnh trở lại với luật sư Đỗ Thái Nhiên. Tôi là Đỗ Thái Nhiên, trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào cô Kim Nhung. Dạ vâng, chào luật sư. Thưa với ông là một thành viên trong luật sư đoàn, hoạt động cách chuyên nghiệp trong hệ thống tòa án Sài Gòn trước năm 75. Và sau khi định cư ở Hoa Kỳ thì ông cũng vẫn tiếp tục hoạt động trong vấn đề pháp lý, pháp luật, và cụ thể đó là qua những văn phẩm, qua báo chí hay qua đài truyền thanh, truyền hình. Thì ông luôn đặt cái vấn đề gọi là tính trọng pháp và trọng lý. Như vậy thì thưa ông, qua cái tòa án mà Kim Nhung vừa kể trên đối với bà Bùi Minh Hằng và hai người cùng tranh đấu, thì ông nhận định như thế nào về cái tội họ gọi là Cộng sản Việt Nam, họ gọi là gây rối trật tự công cộng mà lại phạt đến mức án là 3 năm tù giam cho Bùi Minh Hằng, thưa với ông? Có thể nói được rằng là trên thế giới này không tìm đâu ra cái tội phạm gây trở ngại giao thông mà lại bị phạt tới 3 năm. Sở dĩ tòa án của Hà Nội đưa ra những cái phán quyết phi lý như vậy bởi vì trước đó sinh hoạt tư pháp của Hà Nội gần như rối loạn. Cùng là những người chống đối chế độ thì người này bị truy tố tội gián điệp, người kia bị truy tố tội nói xấu nhà nước, người nào bị truy tố tội trốn thuế. Và hài hước hơn nữa là ông Cù Huy Hà Vũ khi bị bắt thì bắt với tội danh là đã sống trong một phòng riêng với một phụ nữ không phải là phối ngẫu của mình. Đó là những cái điều cực kỳ phi lý, và sở dĩ cái phi lý đó mà nó diễn ra thường xuyên bởi vì cái hệ thống tư pháp, đặc biệt là hệ thống hình luật của Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tự biên tự diễn, và những người tự biên tự diễn đó trình độ học vấn rất là hạn chế. Và phải nói thẳng ra rằng dưới chế độ Cộng sản Việt Nam không thiếu gì những vị thẩm phán chỉ đủ trình độ biết đọc biết viết. Với trình độ như vậy, với hệ thống luật pháp rối loạn như vậy thì những bản án kiểu cản trở lưu thông bị phạt 3 năm hoặc là tội chính trị thì lại bị xét xử với hình thức tội trốn thuế như điếu cày. Nhưng mà theo dõi một số những cái tòa án mở ra ở tại tòa án Cộng sản Việt Nam thì có một số những cái tòa án trong theo cái hệ thống tòa án gọi là xử mà đánh chết một cái người, như là Bộ Công an Giao thông ở Hà Nội đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng vậy, vì cho lỗi đó là không có đội mũ an toàn, nhưng mà ông chỉ có bị phạt cái án tù là 4 năm thôi, đó là cái tội đánh chết người. Và cũng như là cái phiên tòa vào cuối tháng 6 ở Đắk Lắk đã xử hai người công an đã đánh chết một cái người bị nghi là ăn trộm bò thôi, mà cũng là chết người, rồi cuối cùng cũng xử phạt chỉ có 18 tháng tù thôi. Và đó cũng chỉ là bằng một nửa cái xử án với bà Bùi Minh Hằng. Như vậy thì không thể cho là những phiên tòa như thế thành hình ở một cái chế độ gọi là trọng pháp. Và thế nào là cái chế độ trọng pháp? Thì ông có thể cho một cái nhận định. Bây giờ trước khi nói thế nào là trọng pháp á, mình phải nói cái cội nguồn tâm lý chính trị của luật pháp. Hai người làm việc với nhau cũng phải có những cái giao kết công việc như thế nào. Ông A, nhiệm vụ của ông A là gì, nhiệm vụ của ông B là gì, nhiệm vụ và quyền lợi của mỗi ông A, mỗi ông B là gì. Hai người với nhau đã có một cái cam kết. Khi xã hội hàng triệu người họp lại để chung sống với nhau, để cùng làm việc, thì phải có cam kết. Cái cam kết đó chính là luật pháp. Dĩ nhiên hàng triệu người không thể nào ngồi lại để làm ra luật pháp, cho nên hàng triệu người đó phải được tự do bầu cử và ứng cử để có được một cái quốc hội lập pháp. Thì quốc hội đó là quốc hội làm ra luật pháp nhân danh người dân, họ là những đại biểu thực sự của người dân đó. Thì luật pháp phải là luật pháp của người dân
thì mới là chân chính luật pháp. Tuy nhiên, những nhà độc tài như Hitler, như Mao Trạch Đông, như Cộng sản Việt Nam hiện nay, họ cũng có luật pháp, nhưng mà cái luật pháp đó không xuất phát từ người dân, không xuất phát từ những vị đại biểu chân chính của người dân. Cái luật đó là luật của giới độc tài đặt ra, vẽ ra để khống chế người dân, để cai trị người dân. Luật đó gọi là pháp quyền. Còn luật do người dân làm ra bởi những đại biểu chân chính của người dân, luật đó gọi là pháp trị, nghĩa là sự cai trị phải dựa theo luật pháp. Còn pháp quyền là sự cai trị mà nhà cầm quyền độc tài nương vào luật pháp do họ đặt ra để khống chế mọi thứ tự do dân chủ của người dân. Cho nên trọng pháp ở đây là người dân có quyền, có nghĩa vụ và chỉ có nghĩa vụ tôn trọng luật pháp của người dân, tôn trọng pháp trị chứ không tôn trọng pháp quyền. Vâng. Trong một cái bài viết của ông mà Kim Nhung đọc được, ông có một cái phân tích rất là cụ thể. Bởi vì con người sinh ra từ bé, họ đã cảm nhận được cái lối sống tự nhiên, cái lối sống dân chủ và tự do của họ cho đến lớn. Thì đương nhiên, như ông vừa mới nói là cái khống, khi mà một cái pháp quyền đưa ra để khống chế người dân, có nghĩa là giống như là một người chủ khống chế một con vật, phải không ạ? Thì tự nhiên là cái đó nó đi trái với cái pháp luật. Làm cho con người có phản ứng. Dạ vâng, đúng. Dạ vâng, rất là đúng. Bây giờ Kim Nhung xin trở lại một số những cái điều luật ở tại Việt Nam. Và vừa qua thì Kim Nhung cũng có đọc được về cái thông tư 28 của Bộ Công an. Thì nó có cái hiệu lực thi hành vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Nhưng mà trong cái thông tư này đó lại cho những cái điều tra viên cái quyền hạn quá lớn, trong khi như hồi nãy em có nói là những cái điều tra viên đó có những người ở trong một cái trình độ rất là thấp kém. Như là cái trường hợp một công an ở xã Đắk Lắk đánh chết người vậy. Thì còn cái thông tư nó còn cho phép là được quay phim rồi chụp hình rồi lấy lời khai của luật sư phụ trách vụ án. Như vậy thì ông có bao giờ nghe qua những cái vấn đề này qua một cái thủ tục điều tra và xét xử trong cái hệ thống tòa án ở thế giới Đông Tây không thưa ông? Nhưng nói như thế này, việc đầu tiên á, chúng ta phải tìm hiểu xem cái giới gọi là điều tra viên ở đâu ra. Giới điều tra viên là công an, là thành viên của Bộ Công an. Bộ Công an, toàn thể Bộ Công an thuộc về công tố. Đó, nó là cánh tay phải, cánh tay trái của ngành công tố. Thì tòa án có 3 bộ phận mà biểu tượng bởi cán cân công lý, 2 cái đĩa và giữa là cái kim. Một đĩa biểu tượng cho quyền công tố, một đĩa biểu tượng cho quyền biện hộ, và cái kim là biểu tượng cho quyền xét xử. 3 quyền này để cho tòa án điều hành hợp lý thì 3 quyền này ngang hàng với nhau, bình đẳng và hoàn toàn độc lập. Công tố và biện hộ và xử án không bên nào được phép giẫm lên chân bên nào. Khi luật số 28 cho phép Bộ Công an và điển hình là cho phép nhân viên điều tra có thể lập biên bản và từ đó chấm dứt quyền biện hộ của luật sư trong từng vụ kiện. Rõ ràng ở đây là công tố đã dẫm chân lên quyền biện hộ. Nó làm cho cán cân công lý biểu tượng bởi cái cân, hai đĩa cân và cái kim ở giữa hoàn toàn sai lạc, không thể điều hành được. Đó là lý do tại sao giới luật sư ở Sài Gòn hiện nay họ kịch liệt phản đối cái quyết định 28 của Bộ Công an mới đây. Tôi nhắc lại, quyết định đó cho phép thủ trưởng thôi, chưa phải là Bộ Công an. Thủ trưởng của điều tra viên được quyền ngưng công việc biện hộ của luật sư. Điều đó hoàn toàn trái với cái nguyên tắc sơ đẳng của tòa án, biểu tượng với hai cái đĩa và cái kim chỉ trong cái căn cân công lý. Vậy thì ông có thể cho biết cái mức giới hạn của một điều tra viên trong cái vấn đề, trong cái những cái vụ án, những cái vụ tra vụ... Điều tra viên hoàn toàn phải nằm dưới quyền điều động của công tố. Nếu luật sư phạm pháp hay ngay cả chánh án phạm pháp hay ngay cả công tố phạm pháp thì mọi chuyện gì đều phải diễn ra theo trật tự truy tố của hình sự tố tụng, chứ không thể đâm ngang để mà lấy lại cái quyền biện hộ của luật sư được. Dạ, dạ vâng. Và như vậy thì cái thông tư 28 của Bộ Công an này, đó là một cái thông tư gọi là họ cố tình dựng lên để mà có thể khai thác những cái chi tiết
của phía bên luật sư để triệt hạ cái quyền biện hộ của của giới luật sư. Vâng. Kim Nhung sẽ trở lại cái chi tiết này sau một vài thông tin thương mại để đi sâu vào cái vấn đề là vụ án của bà Bùi Minh Hằng cùng với hai tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Văn Minh cũng như là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Kim Nhung xin phép ông. Kim Nhung xin kính mời quý vị tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại. Kính mời quý vị cùng tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show ngày hôm nay. Chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với luật sư Đỗ Thái Nhiên. Thưa với luật sư Đỗ Thái Nhiên, sở dĩ là Kim Nhung đặt nhiều cái vấn đề câu hỏi về vấn đề thủ tục tố tụng cũng như là xét xử là bởi vì qua cái vụ việc vừa qua, qua tòa án phân xử bà, xét xử bà Bùi Minh Hằng cũng như là hai tín đồ Hòa Hảo đó là Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, thì ngay cả em Trần Bùi Trung đó là con của bà Bùi Minh Hằng, em dù rất là trẻ nhưng mà em cũng có một cái lời nói và phân tích như thế này là tòa án xét xử mẹ em cũng đã có sẵn những cái bản án bỏ túi. Thì trong khi đó thì giới quan sát quốc tế thì họ gọi cái phiên tòa xử bà Bùi Minh Hằng, luật sư Lê Quốc Quân hoặc là blogger Tiếu Cày, đó là những cái phiên tòa gọi là giống như là in tiền giả vậy. Như vậy thì ông có một cái nhận định cũng như là một cái so sánh trong cái hệ thống tòa án của miền Nam trước năm 1975 của luật sư Đoàn mà ông đã là một thành viên, có bao giờ trong luật sư của miền Nam trước năm 1975 phải rơi vào cái tình thế như là những luật sư mà hoạt động trong nước hiện nay không thưa ông? Tôi có thể trả lời ngay là luật sư tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 đã sinh hoạt lập khuôn theo bất kỳ một cái hệ thống luật pháp văn minh nào của thế giới, đặc biệt như hệ thống luật pháp của nước Pháp, hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ, để thấy được sự phi lý, sự không chấp nhận được của hệ thống luật pháp của Hà Nội ngày nay, thì chúng ta tôi xin phép lược trình về cấu trúc của một vụ điều tra dưới chế độ miền Nam Việt Nam trước 75. Thì miền Nam Việt Nam trước 75 có những ngành mà hoàn toàn độc lập và bình đẳng với nhau. Mở đầu là nếu một người dân phạm pháp thì cảnh sát lập biên bản điều tra. Biên bản điều tra của cảnh sát chỉ có giá trị tin tức. Cái biên bản đó mới trình lên biện lý cuộc, hay là nói chung nhất là trình lên cơ quan công tố. Sau đó công tố ra lệnh bắt hay không bắt tùy, nhưng mà nếu đầy đủ, nếu bên công tố thấy đầy đủ yếu tố để truy tố thì hồ sơ sẽ chuyển qua phòng dự thẩm. Ở đây sự tách bạch rõ ràng người bắt giam và người hỏi cung, hai người khác nhau. Ông biện lý và cấp nữa là ông trưởng lý thuộc Bộ Tư pháp, ông dự thẩm thuộc tố cáo pháp viện. Vâng, cho Kim Nhung xin phép cắt ngang ngay đây là bởi vì khi nãy ông có giải thích là trước năm 75 cái system, cái hệ thống cái làm việc là cảnh sát khi mà bắt một người phạm luật và chỉ có nhiệm vụ là đưa cái thông tin đó lên cho tòa án, lên cho công tố thôi. Và đó là nhiệm vụ đã xếp. Và đó, đây mình trở lại cái hồi nãy thông tư 28 đó là của Bộ Công an cho phép, thì cái đó có được quyền hay là không? Chỉ lên tới công tố thôi. Nó lên tới công tố thì công tố lại phải ngang hàng với biện hộ và với sự án. Cho nên công tố không có quyền cắt cái quyền biện hộ của luật sư. Cái quyền biện hộ luật sư, ngay cả quyền xử án của chánh án, ngay cả quyền của cá nhân công tố, nếu phạm pháp thì phải theo một hệ thống hình sự tố tụng truy tố, chứ không thể nào đâm ngang, cắt ngang quyền biện hộ như vậy được. Xin mời luật sư tiếp tục. Thì cái chi tiết để chúng ta thấy rằng cái quyền lợi của người dân trước luật pháp được chế độ Việt Nam Cộng Hòa bảo đảm là sự tách bạch giữa biện lý và dự thẩm. Biện lý là người bắt, dự thẩm là người thẩm vấn. Cái hồ sơ của phòng dự thẩm mới là hồ sơ có giá trị để mà ông chánh án căn cứ vào đó mà xét xử. Hồ sơ của cảnh sát, hồ sơ của biện lý chỉ là những tin tức tư pháp mà thôi. Thành thử ra không thể nào một người vừa quyết định bắt rồi thì thẩm vấn của người đó, rồi xét xử của người đó, ba cái chung là một. Đó là chế độ tư pháp hiện nay, đó là cái quy trình hoạt động tòa án của Hà Nội ngày nay. Xem ông có thể định nghĩa lại cái quyền hành của cái khâu dự thẩm. Dự thẩm là một chánh án. Dự thẩm là một thẩm phán.
ông dự thẩm thuộc thuộc về tối cao pháp viện là do dân bầu. Dạ. À, nếu ông dự thẩm hay là các chánh án xử án phạm lỗi lầm thì sẽ bị tối cao pháp viện phán xử. Còn ông biện lý, tức là ông công tố thuộc Bộ Tư pháp. Ý tôi muốn nhấn mạnh rằng dưới chế độ tự do dân chủ, đặc biệt là chế độ miền Nam Việt Nam trước đây, có sự tách bạch rõ rệt giữa người ra lệnh bắt giam và người thẩm vấn. Nếu không thì bắt giam cũng một người, thẩm vấn cũng một người, xử án cũng một người. Hà Nội ngay bây giờ là gì? Công tố là đảng viên, dự thẩm cũng là đảng viên. Dĩ nhiên Hà Nội cũng có chịu dự thẩm, nhưng người thẩm vấn cũng là đảng viên, người xử cũng là đảng viên, có một người một. Không có cái system. Dạ, thành thứ ra đó là lý do mà tòa án tùy nghi quyết định. Và trong trừ tùy nghi quyết định thì theo thói xấu của loài người thông thường là huyện binh huyện, phủ binh phủ. Đó nè, tội nặng nhưng nếu anh đảng viên tôi xử anh 18 tháng. Còn tội nhẹ như tội cản trở giao thông, anh có ý niệm chống đảng, tôi xử anh 3 năm tù ở. Đó. Sở dĩ mà xử được như vậy bởi vì công tố, thẩm vấn và xử án chỉ nằm trong tay đảng mà thôi. Đảng muốn làm sao là bản án nó ra vậy. Vâng. Còn bên những xã hội tự do, đặc biệt là xã hội miền Nam Việt Nam trước đây, một người không có khả năng muốn bản án sẽ thế này thế kia, bởi vì đi qua ba cơ quan hoàn toàn độc lập với nhau. Dạ. Không làm như vậy được. Vâng. Sẵn ông đang trình bày về cái luật đối với luật sư miền Nam, luật sư Đoàn trước năm 1975. Luật sư Đoàn toàn thẩm Sài Gòn. Dạ vâng. Thì bây giờ thì ông có thể trình bày lại cái trường hợp của luật sư Nguyễn Đăng Trừng, ông là chủ tịch của luật sư Đoàn của Sài Gòn năm sau năm 1975, vừa bị khai trừ khỏi đảng. Thì bởi vì là Kim Nhung nghĩ rằng chúng ta không có phải là đề cập đến cái cá nhân của ông Trừng, nhưng mà qua đó thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa người cũng như là tổ chức của tòa án của hai chế độ. Rồi từ đấy thì chúng ta sẽ nhìn ra cái tính trọng pháp của Việt Nam Cộng Hòa, dẫu cho cái thể chế miền Nam chưa phải là hoàn toàn, bởi vì là nước Mỹ, Hoa Kỳ cũng đã phải cần rất là nhiều thời gian để tu chính án. Vâng. Thì vai trò trọng tâm của người biện hộ, của luật sư là bảo vệ quyền lợi của thân chủ, bảo vệ quyền lợi của người nhờ mình biện hộ. Cho nên luật tắc đầu tiên và căn bản nhất của nghề luật sư là người luật sư phải hoàn toàn độc lập. Và vì muốn độc lập như vậy thì người luật sư chỉ được nhận nguồn tài chính trong những nghiệp vụ của luật sư. Luật sư không thể nào đi dạy để có tiền, luật sư không thể nào đi hát để có tiền. Ví dụ như ở tại miền Nam Việt Nam trước 75 có một luật sư hát rất hay, mà dĩ nhiên đi hát ở phòng trà, nếu mà nhận thù lao của phòng trà thì người luật sư đó bị luật sư Đoàn khiển trách vì anh đã vi phạm quy luật hành nghề. Quy luật hành nghề đòi hỏi luật sư chỉ có thể tìm nguồn tài chính trong phạm vi dịch vụ nghề nghiệp của mình, ngoài ra không được quyền nhận bất kỳ một cái nguồn tiền nào khác hết. Cái tính độc lập đó nó giúp cho người luật sư hoàn toàn thoải mái trong việc biện hộ cho thân chủ, không bị chi phối bởi bất kỳ một cái yếu tố nào khác. Vì vậy người luật sư khi bị động viên trở thành một nhân viên, trở thành một quân nhân dưới quyền điều động của tổng đốc quốc phòng, thì người luật sư đó không còn có quyền biện hộ nữa, không còn là luật sư nữa, bởi vì người ta muốn tôn trọng cái tính độc lập của nghề luật sư. Dĩ nhiên với chế độ cộng sản thì luật sư hoàn toàn không có một cái độc lập nào cả, bởi vì luật sư phải làm việc dưới quyền điều động của đảng đoàn, tức là đảng cộng sản chi phối luật sư đoàn. Thì anh luật sư Nguyễn Đăng Trừng là người được đào tạo tại Đại học Luật Khoa Sài Gòn, một đại học luật của xứ sở tự do dân chủ. Nguyễn Đăng Trừng am tường hơn ai hết thế nào là quyền độc lập của người luật sư. Cho nên khi cái quyền độc lập đó bị o ép, khi quyền độc lập đó bị đảng ra lệnh là Nguyễn Đăng Trừng phải theo lệnh đảng để làm điều này, để làm điều kia, để chi phối luật sư đoàn, thì một cách tự nhiên Nguyễn Đăng Trừng phản đối. Và sự việc phản đối đó kéo dài trong nhiều thời gian,
thì đưa đến cái quyết định khai trừ Nguyễn Đăng Trần ra khỏi luật sư đoàn. Để cho câu chuyện dễ hiểu hơn thì cái tâm lý phổ thông, cái tâm lý phổ quát của con người là cái gì không thuộc về con người thì bị con người giải trừ, bị con người đào thải. Về mặt sinh lý, chẳng hạn một viên đạn nằm trong bắp thịt của một người, vì lý do nào đó người ta không giải phẫu lấy viên đạn ra thì viên đạn đó với thời gian cũng trồi ra ngoài da. Một người ăn phải một món ăn không phù hợp với cơ thể của loài người thì người đó bị nôn mửa để đào thải cái món ăn đó ra ngoài. Đó là về mặt sinh lý. Về mặt tâm lý, những gì chống lại cái nhân tính, những gì chống lại cái quyền sống của con người thì con người từ từ phải chối bỏ. Và ông Nguyễn Đăng Trần đã được giáo dục làm người, đã được giáo dục để phục vụ con người, nhưng khi ông đi vào cái guồng máy của cộng sản, ông bắt buộc phải làm những điều chống lại loài người. Đó là cái cội nguồn tâm lý khiến cho ông Trần ngày một ngày hai, qua cái việc bảo vệ quyền độc lập của luật sư, chống đảng từng bước một, và bước sau cùng chống đảng là đòi hỏi cho bằng được quyền độc lập của đoàn luật sư thành phố Sài Gòn. Đó là lý do sau cùng khiến cho ông Trần bị đảng khai trừ. Cái chuyện đảng khai trừ nó không phải là một cái chiến thắng của đảng, mà nó là một dấu hiệu cho thấy trong thâm tâm của mỗi đảng viên bao giờ cũng có sự chống chọi giữa một bên là quyền làm người, một bên là nghĩa vụ phải phục vụ đảng của mỗi đảng viên. Kim Nhung còn rất là nhiều những cái câu hỏi để mà có thể phân tích thêm cái trường hợp của luật sư Nguyễn Đăng Trình, để mà chúng ta có thể so sánh về luật dưới chế độ miền Nam trước năm 1975 và hiện nay tại Việt Nam, thì Kim Nhung sẽ trở lại với ông trong thứ ba lần tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin cảm ơn ông. Kim Nhung xin cảm ơn quý khán giả đã và đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với luật sư Đỗ Thái Nhiên. Chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục vào tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào. Thưa quý vị, bản tin cho biết là báo chí hải ngoại, trong đó có Đàn Chim Việt, vừa công bố bức thư mang chữ ký 20 tướng tá Cộng sản Việt Nam gửi cho các nhà lãnh đạo của họ, đó là Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, kiêm Tư lệnh các lực lượng vũ trang, và Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Bức thư đề ngày 2 tháng 9 năm 2014 nêu 4 điểm kiến nghị, khẳng định rằng Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng an ninh, chủ quyền và phát triển quốc gia. Trong điểm đầu tiên thì bức thư ngỏ yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt việc sử dụng quân đội vào những việc có tính chất đối đầu với nhân dân, chẳng hạn như là giải tỏa đất đai và ngăn chặn các cuộc biểu tình để bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa. Trong điểm này thì bức kháng thư đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không lạm dụng lực lượng công an vào việc đàn áp người dân vô tội chỉ nhằm đòi quyền lợi hợp pháp. Trong điểm thứ nhì thì bức kháng thư lên án nhà cầm quyền phớt lờ cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, phủ nhận giá trị lịch sử của cuộc chiến tranh chống Trung Cộng để bảo vệ biển đảo. Trong điểm này thì bức thư đòi chính quyền Cộng sản Việt Nam phải gấp rút tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ dọc theo biên giới phía Bắc bị bỏ hoang hơn 20 năm qua. Trong điểm thứ ba thì bức thư cho rằng đối tượng trấn áp của Công an Cộng sản Việt Nam hiện nay không thể là người dân vô tội, và khẳng định rằng Trung Cộng không từ bỏ quyết tâm chiếm Biển Đông. Trong điểm cuối cùng thì bức thư đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công khai hóa nội dung Hội nghị Thành Đô năm 1990 đã được Tân Hoa Xã của Trung Cộng loan tải trước đây, và cho rằng Việt Nam sẽ là khu vực tự trị trực thuộc Bắc Kinh như là Nội Mông, Tây Tạng. Danh sách các cựu tướng tá Cộng sản Việt Nam ký tên dưới bức thư nói trên gồm có Lê Hữu Đức, Trần Minh Đức, Huỳnh Đắc Hương, Lê Duy Mật, Bùi Văn Quỳ, Nguyễn Trọng Vĩnh, thiếu tướng đang là chính ủy quân khu 4 quân đội Cộng sản Việt Nam, Bùi Văn Bồng, Phạm Quế Dương, Nguyễn Gia Định, Lê Hồng Hà, Phạm Hiện, Xuân Phương, Nguyễn Đăng Quang, Đào Xuân Sâm, Tạ Cao Sơn, Đoàn Sự, Lê Văn Trọng, Nguyễn Thế Trường, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Huy Văn. Việt Nam phản đối yếu ớt Việt Trung Cộng mở tour đi du lịch Hoàng Sa. Truyền thông tại Việt Nam cho hay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lê Hải Bình vừa ra tuyên bố phản đối việc Trung Cộng khai thác tour du lịch Hoàng Sa và cho rằng Trung Cộng đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Trong lời tuyên bố được đưa ra vào sáng ngày 4 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Lê Hải Bình cũng đòi Trung Cộng chấm dứt ngay hoạt động sai trái này. Đây là phản ứng mới nhất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sau việc chiếc tàu Coconut Princess của Trung Cộng khởi hành từ cảng Tam Á của đảo Hải Nam
Nam ngày 2 tháng 9 đưa 200 du khách của họ đến Hoàng Sa. Đây là tour kéo dài 4 ngày của ngành du lịch Trung Cộng, đưa những du khách của họ đi thăm ba đảo của đảo Hoàng Sa, đánh bóng chuyền trên cát, lặn biển, câu cá và chụp ảnh lễ cưới. Theo như đài BBC Việt ngữ, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần phản đối việc Trung Cộng mở các tour du lịch Hoàng Sa mà họ cho là vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, nhưng vẫn không có tác dụng. Cũng vẫn theo BBC Việt ngữ, chiếc tàu du lịch Coconut Princess khởi hành đúng ngày quốc khánh của nước Cộng sản Việt Nam và sau chuyến đi thăm Trung Cộng của Lê Hồng Anh là đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một tuần lễ. Theo như Tân Hoa Xã, thì tour du lịch từ đảo Hải Nam đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam chỉ mất có 8 tiếng đồng hồ, kéo dài 4 ngày với giá là 650 Mỹ Kim mỗi người. Phía Trung Cộng nói rằng tour du lịch này khởi sự từ tháng 4 năm trước đã thu hút khoảng 3.500 người Trung Quốc. Và vẫn theo nguồn tin của Tân Hoa Xã, thì nhà cầm quyền Bắc Kinh cho biết là sẽ biến quần đảo Hoàng Sa thành đích đến của các đoàn khách du lịch quốc tế, chứ không riêng gì những người từ Trung Quốc. Việt Nam công bố tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục. Báo Thanh Niên dẫn phúc trình của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản Việt Nam công bố hôm 3 tháng 9 nói rằng tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam hiện nay là 1.84%, thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây. Phúc trình này cũng cho biết thêm là số việc làm tại Việt Nam tiếp tục tăng và tỷ lệ thất nghiệp đạt mức thấp, mặc dù cung và cầu lao động có tay nghề vẫn đang mất thăng bằng. Vẫn theo phúc trình này thì Việt Nam đang có tới 22 triệu người không có văn bằng chuyên môn mà phải làm những công việc đòi hỏi tay nghề và 750.000 người tốt nghiệp đại học phải làm những công việc không dính líu gì tới ngành nghề đã được đào tạo. Theo dư luận thì các con số thống kê được công bố như trên rất đáng hoài nghi về độ chính xác. Trước đó, theo báo mạng VN Express, thì năng suất lao động của người Việt Nam hiện nay được cho là thấp nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thưa quý vị, một phúc trình khác được công bố tại cuộc họp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 9 năm 2014 vừa qua nói rằng năng suất lao động của người Việt Nam hiện nay chỉ bằng 1/5 người Malaysia và bằng 1/15 người Singapore. Một phúc trình của Tổ chức Lao động Quốc tế được viết tắt là ILO nói rằng khi mà Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Đông Nam Á được viết tắt là AEC được thành lập vào năm tới thì lao động có trình độ kỹ thuật và tay nghề cao của 10 quốc gia thành viên Đông Nam Á được viết tắt là ASEAN được di chuyển tự do sẽ là thử thách lớn đối với người Việt Nam vốn có tay nghề trình độ kỹ thuật thấp. ILO cho rằng Việt Nam hiện nay có 20% dân số trong độ tuổi lao động không được đào tạo hoặc là được đào tạo không phù hợp với yêu cầu của thị trường. Phúc trình này nói rằng có đến 90% lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long không được đào tạo. Và theo kết quả khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế vừa được thực hiện thì giám đốc của 200 công ty du lịch ở miền Trung Việt Nam nhìn nhận rằng tất cả các sinh viên tốt nghiệp các trường dạy nghề không đáp ứng được yêu cầu công việc. Người đến Việt Nam từ Tây Phi không hợp tác để ngăn dịch Ebola. Có nhiều người đến từ những quốc gia Tây Phi đang có dịch Ebola, có thái độ bất hợp tác, bỏ trốn và gây khó khăn cho chương trình giám sát dịch bệnh của ngành y tế địa phương. Đây là lời báo động của các quan chức Sở Y tế Sài Gòn sáng ngày 3 tháng 9 vừa qua. Một thông báo của Trung tâm Y tế Dự phòng Sài Gòn cho hay quận 1 hiện nay là nơi trú ngụ đông nhất của những người trở về Việt Nam từ vùng bị dịch Ebola. Thông báo này cho biết có 18 người trong số cần phải giám sát chặt chẽ trong vòng 21 ngày đến từ các quốc gia đang bị dịch Ebola hoành hành. Tuy nhiên, theo một thông báo mới nhất của Trung tâm Y tế Dự phòng quận 1, chỉ có 4 trường hợp trong số trên được giám sát đầy đủ. 14 người kia đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú khai báo trước đó, có thể vì không muốn bị theo dõi, giám sát. Báo mạng Một Thế Giới dẫn lời đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng quận 1 cho biết rằng chỉ cần một trong 14 người kể trên bị nhiễm Ebola thì dịch bệnh sẽ bùng phát rất là nguy hiểm và không thể nào kiểm soát được. Báo mạng Một Thế Giới còn nói rằng ngành y tế Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn giám sát, theo dõi người đến từ những quốc gia Tây Phi đang có dịch Ebola trong vòng 21 ngày thông qua tờ khai y tế tại phi trường Tân Sơn Nhất, có ghi địa chỉ, nơi trú ngụ, số điện thoại, địa chỉ email và vân vân. Tuy nhiên, hầu hết các trạm y tế địa phương đều cho rằng 14 người đã khai báo địa chỉ giả hoặc khai báo nơi có mặt trong một thời gian rất là ngắn. Số người trên còn cho số điện thoại không có thật, khiến cho các cơ sở y tế địa phương hiện nay hầu như bất lực trong việc theo dõi, giám sát những người đến từ vùng dịch theo như kế hoạch. Thưa quý vị, ông Nguyễn Hữu Hưng là Phó Giám đốc Sở Y tế Sài Gòn còn cho biết là sẽ yêu cầu Công an Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn truy tầm các đương sự đã không đặt mình trong vòng kiểm soát của các chính quyền địa phương để ngăn ngừa sự bùng phát của dịch bệnh Ebola tại Việt Nam.
Đường bay thẳng nối Hà Nội-Sài Gòn chỉ rút ngắn 5 phút bay. Thưa quý vị, báo mạng Dân Trí cho hay là các chuyến bay thẳng nối liền phi trường Nội Bài Hà Nội và phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn chỉ rút ngắn được 85 km đường bay, tiết kiệm được 5 phút bay so với đường bay vòng hiện nay. Đây là kết quả các chuyến bay thử nghiệm của hãng hàng không Việt Nam Airlines để xem xét hiệu quả kinh tế của đường bay thẳng nối hai thành phố lớn nhất Việt Nam băng qua lãnh thổ Lào và Campuchia mà một số người gọi là đường bay vàng. Theo báo Dân Trí thì đó cũng là kết luận sau chuyến bay thử nghiệm đường bay vàng khởi hành vào lúc 2 giờ sáng ngày 4 tháng 9 tại Sài Gòn bằng chiếc máy bay Airbus 321 của Việt Nam Airlines. Chuyến bay này dài khoảng 1.191 km, tương đương 643 dặm, chỉ nhìn thấy biển khi bay qua địa phận của tỉnh Thanh Hóa. Sau khi kết quả các chuyến bay thử nghiệm được công bố thì dư luận tại Việt Nam cho rằng nếu như đường bay vàng chỉ giúp rút ngắn được 5 phút bay thì không tiết kiệm được bao nhiêu so với đường bay hiện nay. Trong khi đó, thưa quý vị, theo báo Người Lao Động thì cựu phi công quân đội Cộng sản Việt Nam Mai Trọng Tuấn, tác giả của đường bay vàng nói trên, hôm 4 tháng 9 xác nhận việc ông từ chối tham gia các chuyến bay thử nghiệm đường bay vàng. Trước đó thì ông này nói rằng không cần phải bay thử, chỉ cần bay bằng những bài toán cũng đủ thấy chuyến bay thẳng rút ngắn quãng đường bay khoảng 110 km. Và theo như ông Mai Trọng Tuấn, hãng hàng không Việt Nam Airlines, bay 9 chuyến nối liền Hà Nội và Sài Gòn thì lãi được một chuyến. Vẫn theo báo Người Lao Động thì Việt Nam Airlines sẽ có văn bản phúc trình chính thức để cho Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam quyết định về vấn đề nên hay không nên thực hiện đường bay thẳng Sài Gòn-Hà Nội, chứ không bay đường vòng như là hiện nay. Phát tiền người đi đường và sau đó đã lao xuống hồ tự trầm. Chiều ngày 3 tháng 9 vừa qua, người ta nhìn thấy một người đàn ông đứng trên bờ hồ quận Đống Đa thuộc thành phố Hà Nội đã phát tiền cho người qua lại. Một lúc sau đó thì người đàn ông này bỗng dưng đi thẳng xuống hồ và chìm dưới mặt nước. Cuộc lặn vớt tìm kiếm người đàn ông nói trên kéo dài nhiều tiếng đồng hồ sau khi hoàn toàn vô vọng. Cho đến sáng ngày 4 tháng 9, thi thể của người đàn ông này mới được tìm thấy. Theo báo Người Lao Động thì người đàn ông tên là Phạm Hữu Thi, 30 tuổi, cư ngụ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Số tiền mà ông Thi cầm để phân phát cho người qua lại gồm một xấp giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 25 mỹ kim mỗi tờ. Phát một lúc thì ông này đã đặt một xấp tiền còn lại khoảng 34 triệu đồng, tương đương với 1.500 mỹ kim, tại một quán cà phê và sau đó thì đến bờ hồ, bỏ lại đôi dép lặng lẽ bước xuống hồ. Người nhà của ông cho biết ông có vợ và một người con gái, hiện nay là một chủ tiệm cầm đồ, đang làm ăn bình thường, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy có chuyện bất ổn trong gia đình. Công an Cộng sản Việt Nam tại địa phương cho hay hiện nay đang điều tra về nguyên nhân dẫn đến hành động phát tiền và tự tử kỳ lạ của người đàn ông nói trên. Kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cho hay hai quốc gia Việt-Nga đẩy mạnh hợp tác khai thác dầu khí. Phần tin chi tiết Bảo Châu gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, bản tin cho biết là Phái đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tức là Petro Việt Nam và Bộ Năng lượng Nga, có cuộc gặp mặt tại Mạc Tư Khoa trong hai ngày 2 và 3 tháng 9 để thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí cũng như là các ưu đãi về thuế, khai thác tài nguyên, xuất cảng. Chủ tịch Petro Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn cho biết sẵn sàng đầu tư vào các dự án thăm dò dầu khí với Nga và Việt Nam muốn đóng một vai trò làm cầu nối để giúp cho các công ty dầu khí Nga tiếp cận thị trường Đông Nam Á. Hai bên thảo luận về việc công ty Gazpromneft mua 49% cổ phần nhà máy lọc dầu Dung Quất của Việt Nam, nâng cấp và tăng công suất lọc dầu lên 10 triệu tấn một năm, cung cấp dầu thô dài hạn cho nhà máy cũng như thảo luận thăm dò và khai thác các lô dầu khí. Thưa quý vị, Petro Việt Nam và công ty dầu khí Rosneft cũng đã đồng ý liên doanh thăm dò khai thác hai mỏ dầu ở biển Petchora của Nga, nơi đã được phát hiện với trữ lượng địa chất 1 tỷ tấn và trữ lượng thu hồi 200 triệu tấn. Bộ trưởng Năng lượng của Nga là Seturin cho biết là Bộ Năng lượng Nga luôn sẵn sàng hỗ trợ các liên doanh này kinh doanh hiệu quả trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Việt Nam sắp có hỏa tiễn siêu thanh BrahMos do Ấn Độ sản xuất. Thưa quý vị, theo như nguồn tin từ The Economic Times vào hôm 3 tháng 9, thì chính quyền Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi đang âm thầm lên kế hoạch xuất bán vũ khí cho Ấn Độ sản xuất sang Đông Nam Á và Nam Mỹ. Giai đoạn đầu của chính phủ Ấn Độ sẽ xuất bán hỏa tiễn siêu thanh BrahMos. Việt Nam, Indonesia và Venezuela đã bày tỏ mong muốn sở hữu loại hỏa tiễn siêu thanh do Ấn Độ và Nga cùng hợp tác sản xuất này. Với biệt danh sát thủ diệt hạm, hỏa tiễn hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ cùng hợp tác sản xuất được cho là có thể tiêu diệt mọi loại tàu chiến. Theo hãng tin RIA Novosti của Nga,
hỏa tiễn Brahmos có tốc độ nhanh gần gấp 3 lần so với hỏa tiễn hành trình Tomahawk do Hoa Kỳ sản xuất. Nó có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu chiến và máy bay chiến đấu. Trong chuyến thăm Hà Nội vào ngày 14 tháng 9 sắp tới, Ấn Độ sẽ ký một thỏa thuận về cung cấp thiết bị quốc phòng cho Việt Nam, đồng thời cùng chia sẻ quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ với Indonesia thông qua các đợt huấn luyện và tập trận chung. The Economic Times cho hay rằng Ấn Độ cũng có thể xuất khẩu máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas, hỏa tiễn phòng không Akash và Praha, tất cả đều do nước này tự sản xuất. Thủ tướng Ấn Độ ông Modi nói rằng mới đây thì đã tuyên bố Ấn Độ cần hướng tới khả năng tự chủ trong lĩnh vực sản xuất vũ khí, cũng như là nhắm đến việc xuất khẩu vũ khí nội địa cho các nước bạn bè. Nhiều quốc gia đã quan tâm tới các loại vũ khí này của Ấn Độ vì rẻ hơn của Trung Cộng. Một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt Nam. Thưa quý vị, trong diễn đàn chính sách về những tác động của cộng đồng kinh tế Asian, tức là AEC, đến thị trường lao động Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 9 cho biết, công nhân Việt Nam chưa qua đào tạo, thiếu kỹ năng mềm, khiến cho năng suất lao động của người Việt Nam rơi vào mức thấp nhất châu Á-Thái Bình Dương, chỉ bằng 1/5 so với Malaysia và 1/15 so với Singapore. Thông tin trên được Tổ chức Lao động Quốc tế, tức là ILO, đưa ra tại diễn đàn. ILO còn cho biết, nguồn lao động trẻ và dồi dào đã mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc là trình độ kỹ năng và chuyên môn thấp của công nhân lại cản trở Việt Nam nắm bắt những cơ hội không dễ dàng có được ấy. Ông Cao Quang Đại là vụ trưởng kỹ năng nghề, lo ngại tỷ lệ thất nghiệp khi gia nhập hội có thể tăng lên. Sự cạnh tranh về vấn đề việc làm sẽ rất là khốc liệt khi mà Việt Nam gia nhập AEC. Nếu như người lao động không nâng cao kỹ năng có thể mất việc ngay tại sân nhà. Có cái nhìn khả quan hơn về cơ hội của Việt Nam khi gia nhập AEC thì ông Phú Huỳnh là chuyên gia kinh tế lao động cho rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi từ việc hội nhập này. Đây cũng là cơ hội cho công nhân Việt Nam có kỹ năng, nghề cao, có khả năng ngôn ngữ tốt di chuyển sang các nước như là Singapore, Malaysia, Thái Lan làm việc để có thu nhập cao hơn. Được thành lập năm 2015, AEC sẽ cho phép công nhân có tay nghề cao của 10 quốc gia thành viên ASEAN được di chuyển tự do hơn. Điều này tạo ra thách thức rất lớn cho Việt Nam khi mà trình độ công nhân còn rất thấp. Và sau đây là một phóng sự từ Việt Nam. Chỉ cần có 7 triệu đồng, mọi sinh viên Việt Nam đều có thể có bằng tiến sĩ. Thưa quý vị, đôi khi mà người ta phải tự hỏi là tại sao ở Việt Nam ngày càng có rất nhiều cử nhân tiến sĩ, nhưng họ lại không thể nào tìm được từng việc với tấm bằng của mình. Mới đây nhất thì một cuộc điều tra trong nước cho hay, danh hiệu học vị xuất hiện rất nhiều vì nạn bằng giả đang tràn lan ở trong nước với giá rẻ mạt. Thậm chí bằng cấp tiến sĩ chỉ cần 7 triệu đồng, tức là vào khoảng hơn 300 Mỹ Kim là có thể lấy ngay trong vài ngày. Ở Việt Nam, các loại bằng vẫn được rao bán công khai trên các trang mạng trong nhiều năm nay, nhưng lại không thấy Bộ Giáo dục lên tiếng. Chẳng hạn như nhiều năm nay ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, nhiều người rỉ tay nhau có một đường dây chạy tất cả các loại giấy tờ, từ bằng tốt nghiệp trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, v.v. cho đến các loại giấy tờ công chứng khác với giá cực rẻ. Nhiều người cho rằng khẳng định đường dây này cung cấp các loại giấy tờ bằng cấp giống như thật tới 99.99%, thưa quý vị. Phóng viên của báo Dân Trí cho biết ngay tại Sài Gòn cũng có các đường dây móc nối cho các nơi làm bằng cấp giả như vậy. Anh H, một thợ cắt tóc vỉa hè trên đường kênh 19.5, quận Bình Tân, Sài Gòn cho biết rằng nếu cần thì anh ta sẽ chỉ cho một chỗ làm bằng cấp giả tại Biên Hòa. Người ta có thể làm ở đó tất cả các loại bằng cấp của tất cả các trường, từ đại học, cao đẳng, trung cấp, cấp 3 ở trong nước. Thậm chí các đường dây làm bằng cấp giả đang cạnh tranh nhau hạ giá từng ngày. Khi phóng sự này tới với quý vị thì giá làm bằng giả tại Việt Nam chưa bao giờ thấp đến như thế. Bằng trung học là 1 triệu rưỡi, cao đẳng 3 triệu đồng, đại học 4 triệu rưỡi, thạc sĩ 5 triệu đồng và tiến sĩ 7 triệu đồng. Thậm chí có nhiều cán bộ quan chức của các công ty biết được nhu cầu làm bằng giả này của người đi tìm việc, cho nên chính họ là người móc nối cho các nơi làm bằng giả để ăn tiền trung gian. Theo hồ sơ của công an, mỗi năm ở trong nước có hàng trăm vụ làm bằng giả bị phanh phui, hàng ngàn người mua bằng bị phát hiện. Tuy nhiên thì hầu như những vụ án đó đều coi được xử qua loa và coi như là điều không quan trọng. Còn đối với các cơ quan nhà nước khi phát hiện cán bộ nhân viên sử dụng bằng giả thì vẫn là giải quyết kỷ luật cảnh cáo hoặc là hạ cấp bậc. Chính vì cách xử không nghiêm chỉnh này mà đất sống cho mua bán bằng giả vẫn còn rất mạnh. Gần đây thì các quyết định của nhà nước Cộng sản Việt Nam về đối chiếu bằng cấp để thăng quan tiến chức lại khiến cho nạn bằng giả bùng phát mạnh hơn.
Và sau đây là phóng sự từ Philadelphia. Thưa quý vị, phóng viên Nguyễn Đình Toàn tường trình lễ Vu Lan tổ chức tại chùa Phật Quang của thành phố Philadelphia. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, hàng năm cứ vào mỗi độ thu về, Phật tử lại vân tụ về chùa để tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu. Năm nay, tại thành phố Philadelphia, chùa Phật Quang đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan vào lúc 6 giờ chiều ngày 31 tháng 8 năm 2014. Kính mời quý thánh giả theo dõi đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Phật Quang, thành phố Philadelphia. Mở đầu là hồi chuông bát nhã, cung thỉnh chư tăng ni quang lâm chánh điện. Chúng con xin cảnh kính đảnh lễ và trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Kiến Như chứng minh và chủ trì đại lễ hôm nay. Kế đến là nghi thức dâng hoa cúng Phật. Đến thay mặt hòa thượng, thượng tọa, chư tăng ni, đại đức Thích Chí Thắng tuyên đọc thông bạch Vu Lan 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Tiếp theo là nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ. Nghi thức cầu nguyện. Đại lễ Vu Lan đã kết thúc lúc 7 giờ chiều cùng ngày. Nguyễn Đình Toàn tường trình từ Philadelphia. Xin cảm ơn phóng viên Nguyễn Đình Toàn. Thưa quý vị, và sau đây là phóng viên Bích Châu xin được tường trình về ban đại diện của các trung tâm Việt ngữ tổ chức lễ Trung thu năm 2014. Mời quý vị theo dõi như sau. Tết Trung thu hàng năm nhằm vào rằm tháng 8. Theo phong tục của người Việt Nam, vào dịp lễ Trung thu, những người lớn bày cỗ cho các trẻ em để mừng Trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà, để các con cùng rước đèn. Tại Hoa Kỳ, cộng đồng Việt Nam nơi đây cũng đã không quên tổ chức dịp lễ này để các em cùng chung vui ở tại mỗi địa phương và để hiểu biết thêm những ngày lễ cũng như phong tục của người Việt Nam. Trung thu năm nay, năm 2014, ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California sẽ tổ chức cho các em thiếu nhi tại vùng Orange County một đêm trung thu thật đặc biệt. Thầy Đoàn Anh Khiết xin mến chào tất cả các em thiếu nhi ở ngoài cộng đồng và đang theo dõi đài STVN. Năm nay, thầy cô chúng tôi tổ chức cho các em một Tết Trung thu tại trường Bosa Grande High School ở thành phố Garden Grove và vào ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 9, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Trong chương trình, thầy cô có nhiều cuộc thi đua, thi tài năng và quốc phục, thi vẽ, thi chú cuội và chị Hằng và có thi đố vui tiếng Việt nữa. Và có trong hội chợ Tết Trung thu cũng có nhiều gian hàng trò chơi miễn phí cho các em đến. Ở vào độ tuổi 6-7 tuổi, các em thiếu nhi tại Hoa Kỳ nói chung cũng đã có những kỷ niệm vui về những ngày mừng Tết Trung thu. Đây cũng là một sự khích lệ cho các bậc cha mẹ và thầy cô giáo tiếng Việt, những người đã ngày đêm muốn gìn giữ tiếng Việt cũng như bản sắc dân tộc của người Việt Nam cho các em. Cô chào con tên gì? Dạ con tên là Minh Trí.
Minh Trí năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay con đang 7 tuổi. Con 7 tuổi vậy thì con có nghe nói đến Tết Trung Thu bao giờ không? Dạ con có nghe. Vậy thì khi Tết Trung Thu tới, thường thường có những cái sự kiện, có những cái diễn tiến gì xảy ra con biết không? Tết Trung Thu đó thì có ánh trăng tròn là hành nha và chú củi. Vậy năm nay Tết Trung Thu con có muốn đi rước lồng đèn với các bạn con tại hội chợ Tết Trung Thu của ban đại diện hay không? Dạ có, last year đó thì có đất sắp lồng đèn vòng vòng nhà thờ Tam Biên rồi. Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California tha thiết mời gọi quý vị phụ huynh sẽ cùng với các em nhỏ đến tham dự vào dịp lễ Trung Thu năm nay năm 2014 tại trường trung học Bonsa Grande vào ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 9 từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối để cùng các em vui chơi thỏa thích, cùng đón chị Hằng kể chuyện chú cuội và những bài hát dân gian trong ngày lễ Tết trăng tròn. Minh Trí, Christy mời các bạn đến trường Bonsa để đón Tết Trung Thu. Thật là dễ thương, cảm ơn Bích Châu. Thưa quý vị, Tết Trung Thu là dành cho các em nhi đồng. Nhưng mà nãy giờ thì ngồi kế bên chị Quyên, bé nhi đồng Bảo Châu cũng nói chứ háo hức, em cũng muốn đi lắm. Dạ, em háo hức lắm chị. Không có gì đâu khó, Bảo Châu. Chủ nhật tuần này ngay tại Bosa Grande là cái nơi mà mình hay tổ chức đại nhạc hội cảm ơn anh đó Bảo Châu. Dạ. Nhưng mà không có cần vào tuốt bên trong, ở phía bên ngoài cái parking lot thôi Bảo Châu. Chủ nhật thì vào từ 10 giờ sáng cho tới 10 giờ sáng cho tới 10 giờ tối cùng ngày chủ nhật. Dạ. Thưa quý vị, đồ ăn thì lên láng, trò chơi thì đầy đủ, không có thiếu gì hết, mời vào cửa miễn phí nữa. Wow. Rồi có được bánh trung thu đem về không chị? Có lồng đèn. Cái nào đèn, bao nhiêu cái mà em đếm trên cái áo của em cũng được bao nhiêu đó cái bánh trung thu mang về. Wow. Với điều kiện trả tiền đồng cái thôi thưa quý vị. Nói vậy mà hôm nay thưa quý vị, thưa với lại chị Quyên, Tết Trung Thu đúng ngày lắm chị Quyên. Tại vì ngày chủ nhật là ngày 14 đó chị Quyên, trước ngày 10 rằm là ngày rằm là cũng là ngày cận Tết Trung Thu lắm rồi, 14 đó chị Quyên. Vậy thì tại sao bà Thảo Châu nói là 14 mà không là 14 hay là Em nghe mẹ em hay nói 14 với 10 rằm lắm, thành ra em cứ nói là tới ngày đó là 14 với là 10 rằm không? 14. Nghe nó hơi lạ, hơi nghịch tai nhưng mà cũng có lý Bảo Châu. Vâng, thưa quý vị, Bảo Châu, chủ nhật tuần này Tết Trung Thu cho ban đại diện các trung tâm Việt ngữ tổ chức. Và thưa quý vị cũng đã thấy thì những năm vừa rồi tổ chức đông lắm thưa quý vị. Chị Quyên làm MC hả? Năm nay thì chị cũng phụ trách một chút xíu nữa cùng với các thầy cô khác. Thưa quý vị, thì tổ chức mà nói tới Tết Trung Thu thì Bảo Châu thích cái gì nhất vào cái đêm Tết Trung Thu? Thưa quý vị, thưa với lại chị Quyên, thì ngày đó là cái truyền thống là trăng tròn, là mình tụ họp với lại gia đình của mình lại, thì mình ăn bánh, xong ngắm trăng, xong uống trà, xong mình ngồi mình nói chuyện với nhau, nói tới thâu đêm suốt sáng. Có bắt cầu thang ngồi ở trên cái mái nhà ngồi để mà ngắm trăng không, hay là ngồi trong nhà ngắm ra? Ngồi dưới đất là được rồi chị Quyên, bắt lên mái nhà ngồi. Nhà em đông người lắm mà lên nó chắc nó không xong rồi đó. Thưa quý vị, nói gì thì nói, Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, mời quý vị cùng với lại các cháu tận hưởng cái ngày Tết Trung Thu cuối tuần này. Tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức trong giờ lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một số các tin tức trên thế giới, mời quý vị nhớ đón xem. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý thân hữu và đại gia đình quân đội đã đến với chương trình truyền hình tháng 9 của chúng tôi với chủ đề lịch sử cần sự thật. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi tiết mục thứ nhất của chủ đề này là Hồ Chí Minh, một cái tên không có thật. Thưa quý vị, thưa quý chiến hữu, khi bàn về nhân vật Hồ Chí Minh, cho phép tôi được nhắc lại một câu nói về ông ta như sau. Hồ Chí Minh là một con người gian dối từ ngày sinh cho đến ngày chết. Đúng vậy. Nhiều năm sau khi họ bước lên sân khấu chính trị ở Việt Nam, đóng vai chủ tịch nhà nước, người ta mới biết được cái tên Hồ Chí Minh. Chỉ là một trong hàng trăm cái tên của Nguyễn Sinh Cung, hay là anh thanh niên thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã có một thời gian dạy học tại trường Dục Thanh Phan Thiết trước khi rời bến Nhà Rồng ở Sài Gòn, gọi là qua Pháp tìm đường cứu nước. Theo các sử gia cũng như các nhà biên khảo nghiên cứu trong và ngoài nước thì cho tới nay vẫn chưa ai biết hết được tất cả những bi danh của Nguyễn Tất Thành. Trước đó, căn cứ vào tài liệu của Liên Xô thì họ có chừng 19 tên. Năm 1982, nhà biên khảo Huỳnh Kim Khánh nói Hồ Chí Minh có 32 bi danh. Một tác giả khác ở Việt Nam kiểm kê được 76 cái tên của họ Hồ. Nói chung, không riêng gì tên họ mà cả ngày sinh và tên cúng cơm cũng vô cùng bí mật, không biết đâu mà mò. Quả thật, đây là một con người có nhiều tên nhất trong trái đất từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Do đó,
không biết chính xác tên khai sinh khi lọt lòng của mẹ là Côn, Cuông hay Cung. Vì vậy, ta thấy sách vở đã chọn cái tên Nguyễn Tất Thành như là một điểm tựa, nhất là sau năm 1983. Ba cái đơn xin học của ông ta bị lôi ra ánh sáng. Thưa quý vị, thưa quý tín hữu, trong lá thư của Hồ Chí Minh gửi chính phủ Pháp xin theo học trường thuộc hộ, ông ta khai sinh năm 1982 và sinh quán tại Vinh. Sau này, Đảng Cộng sản sửa là ngày 19 tháng 5 năm 1890. Và ngay đến khi ông ta chết, cũng không được đàn em của mình công bố một sự thật. Lúc thì 3 tháng 9, lúc thì 2 tháng 9. Nhân ngày mà trong nước bắt buộc phải tham dự lễ quốc khánh của Hà Nội, cho phép tôi được dở lại những trang lịch sử, những giây phút cuối cùng của họ Hồ. Khi nghe tin Hồ Chí Minh bị bệnh, từ Mao Trạch Đông đến Chu Ân Lai đã gửi những chuyên gia y tế thượng thẳng của Bắc Kinh sang chữa trị cho họ Hồ. Nhưng đến ngày 31 tháng 8 thì họ Hồ đã hôn mê bất tỉnh. Chuyên gia Hồ Thúc Đông xuyên kim vào tim của Hồ Chí Minh để bơm thuốc trợ tim. Và họ Hồ đã hồi tỉnh. Theo lời biết của cô, của bà Vương Tinh Minh, y tá trưởng Bệnh viện Bắc Kinh, một trong những thành viên của tổ y tế xuất sắc của tàu biệt phái sang Việt Nam để chữa bệnh cho họ Hồ, đã ghi lại như sau. Nhờ vào mũi thuốc chích đó, sức khỏe của Hồ Chí Minh đã nhích lên được một chút. Hồ Chí Minh khều khào, nói muốn nghe một bài hát của Trung Quốc. Những người chung quanh họ Hồ lúc đó đề nghị bà y tá này hát. Mặc dù ít khi hát, nhưng để vui lòng họ Hồ và vì tình hữu nghị Trung Việt, bà này đã hát một bài hát quen thuộc mà nhiều người đã thuộc và hát được. Bài hát có nội dung là ra khơi cần phải vững tay chèo. Hồ Chí Minh nghe xong bài hát rất vui và sai người tặng cho bà một bông hoa biểu thị sự cảm ơn. Khi đọc đến đoạn này, chắc quý vị đồng ý với tôi rằng phải chăng bài hát này đã đưa họ Hồ về lại với cố quốc của chính mình. Vì cho đến giờ này, một nghi vấn thật giả chung quanh nhân vật bí ẩn này vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Thưa quý vị, thưa quý tín hữu, quả thật lịch sử Việt Nam theo dòng thời gian lôi hết những tên đại gian hùng giết vua phế chúa như Trần Thủ Độ, Hồ Quy Ly, Mạc Đăng Dung, Trịnh Kiểm, Trương Phúc Loan, Phan Khắc Hòe và Dương Văn Minh đem so sánh, thì những nhân vật này chỉ bằng một cọng rông lơ thơ của họ Hồ mà thôi. Cũng nhờ những câu chuyện về Hồ Chí Minh giả chết hay sự bật tin của Lý Thị, mãi cho đến khi sắp mở màn Thế chiến thứ hai, Nguyễn Tất Thành mới được tái sinh qua cái tên là Hồ Chí Minh từ năm 1939 cho tới bây giờ. Chung cuộc chỉ là một màn kịch diễn về một con người tầm thường nhưng được nổi nhờ cơ duyên và sự phô trương vô tiền khoáng hậu. Thưa quý vị, để kết luận về nhân vật này, có lẽ không gì đầy đủ và xúc tích hơn là câu nói của Đại tướng Chu Đức của Tàu. Nói về nhân vật này như sau. Họ Hồ vốn khi sống đã thối nát rồi, bây giờ không còn bất cứ một lý do gì mà phải để ý đến cái xác thối rữa đó nữa. Kính thưa quý vị, thưa quý tín hữu, Hà Nội vừa tổ chức ngày quốc khánh, ngày độc lập của họ, nhưng trong nước mọi thứ, mọi ngày vẫn tồi tệ hơn lên. Nhà đấu tranh chống quân xâm lược Bắc Kinh, bà Bùi Minh Hằng đã bị bản án soạn trước được đọc trước tòa 3 năm tù giam vì tội gây trở ngại giao thông. Với bản án này, Hà Nội lại một lần nữa đã làm trò hề cho người dân trong và ngoài nước và thế giới. Xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn quý vị trong kỳ phát hình lần tới. Xin đa tạ. Quý Phương và chương trình Nguyên Đề Chí Binh xin hân hạnh tái ngộ cùng quý vị khán thính giả đài SBTN và các chương hữu. Kính thưa quý vị và các bạn, đặc biệt hôm nay chúng tôi xin trở lại với ban tù ca Xuân Điểm và chúng tôi xin giới thiệu nhạc sĩ Xuân Điểm và ca sĩ Tuấn Khải. Xin mời các anh. Ta là lính, ta là lính, người lính chưa bao giờ giải ngũ. Dẫu ta mất đôi giày ngậm đinh, ta vẫn đi trên đường bố xa. Ta muốn nói với bạn bè gần xa, mình đang là lính. Ta là lính, ta là lính, người lính chưa bao giờ giải ngũ. Dẫu ta mất thân bài bạch kim, ta vẫn du xem chờ trứng hoa. Ta muốn nói với mọi người vào ra, mình đang là lính. Ta làm lính suốt một đời không đủ, lính khi ăn và cả trong giấc ngủ. Đất nước ta còn khôn khổ điều linh, ta vẫn còn dòng ruổi chiến trình.
cuộc đời nhà binh, tên ta vẫn là lính, người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ta là lính, ta là lính, người lính chưa bao giờ giải ngũ, dẫu ta mất súng đạn ba lô, ta mất luôn áo trần phong xô, ta nhận mãi nghĩa huynh để chi binh, mình đang là lính. Ta là lính, ta là lính, người lính chưa bao giờ giải ngũ, dẫu ta đã không còn hành quân, ta vẫn bên sông đời phong sương, thương nhớ mãi những bạn bè hy sinh, mình làm lần thương. Ta làm lính suốt một đời không đâu, lính khi ăn và cả trong giấc ngủ, đất nước ta còn không có điều linh, ta vẫn còn dòng dõi chiến trình. Lính yêu non sông hơn chính thân mình, khi quê hương chưa có yên bình, ta vẫn trong mãi cuộc đời nhà binh, nhưng ta vẫn là lính, người lính Việt Nam Cộng Hòa. Khi quê hương chưa có yên bình, ta vẫn trong mãi cuộc đời nhà binh, nên ta vẫn là lính, người lính Việt Nam Cộng Hòa. À, kính thưa quý vị và các hữu, quý vị các hữu vừa nghe nhạc sĩ Xuân Điềm và ca sĩ Tuấn Khải trong bài Ta là lính. À, bây giờ ở đây thì trước máy truyền hình quý vị cũng là lính. Chúng tôi ba anh em chúng tôi ngồi ở đây cũng tôi là lính. Tôi Huy Phương là sĩ quan thông tin báo chí, anh Xuân Điềm ở nhà đồng viên và anh Tuấn Khải là thuộc tiểu đoàn 30 chiến tranh chính trị. Chúng ta là những người lính lưu lạc ở phương này. Thì chương trình hôm nay chúng tôi xin được nói tới ca tụ ca Xuân Điềm và trong một chương trình ca nhạc sắp tới. À, kính chào anh Xuân Điềm. Dạ vâng, dạ kính chào Ni Phương, dạ kính chào quý khán giả đang nghe đài SBTN, dạ chào anh Tuấn Khải. Dạ chào anh Huy Phương và chào anh Xuân Điềm và chào tất cả quý khán thính giả của đài SBTN. À, cái thắc mắc của tôi là anh Xuân Điềm có một cái đàn làm bằng cái thau cơm mà bây giờ không thấy anh mang theo. Dạ, dạ thưa anh, dạ có, dạ thưa anh, cái đàn trên tôi vẫn mang theo, nhưng hôm nay thì đi mang theo cái đàn này. Dạ. À, anh Xuân Điềm là cái người đã sáng lập ra cái ban tụ ca Xuân Điềm, phải nói là trong mấy chục năm nay anh đã tận tụy hy sinh rất nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng nên cái ban tụ ca, và ban tụ ca luôn luôn có mặt trong cái sinh hoạt cộng đồng bằng một cái tâm và cái lòng là không bù lời, có nghĩa là anh chỉ đến hát và kích động cái lòng yêu nước của mọi người mà không có bao giờ có thù lao. Thì thưa anh có thể tóm tắt cho biết cái ban tụ ca Xuân Điềm hoạt động trong bao lâu rồi? Và trong đường hướng trong tương lai thì mình sẽ phát triển như thế nào thưa anh? Dạ vâng, xin cảm ơn anh Huy Phương. Dạ kính chào quý vị. Dạ kính thưa quý vị, ban tụ ca đến hôm nay là 21 năm. Tức vào năm 1993, khi đó Đài Thơ Sài Gòn bắt đầu phát thanh, thì chúng tôi có một cái ban gọi là ban Anh Vẫn Sống. Sở dĩ có tên Anh Vẫn Sống là vì người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mặc dù bị Cộng sản là vùi lấp dưới hàng 10 lớp bùn ấy nữa, nhưng mà chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn ngất cao đầu và vẫn sống. Cho đến hôm nay, bằng chứng là chúng tôi vẫn sống và vẫn còn đây để mà hát những bài về tù ca, hát những bài đấu tranh để phục vụ quê hương. Và kính thưa quý vị, ban tù ca chúng tôi là bây giờ hiện tại thì nó có 3 cái thế hệ lần. Tại vì những người lớn tuổi như chúng tôi thì có một số anh em đã ra đi, chẳng hạn như anh Trần Gia Toán. Hiện tại thì chúng tôi là có còn những người khác nữa cũng vẫn cũng thời đó. Và sau này thì sau đó vài năm thì gặp anh Tuấn Khải, là thì anh Tuấn Khải là một ca sĩ trong tiểu đoàn 59 đại trị, 30 đại trị. Và anh đã hợp tác cho đến hôm nay. Và ban tù ca tôi chúng tôi đến hôm nay là 21 năm, đã thưa anh. À, thưa anh Xuân Điềm, lúc đầu anh thành lập là những cái người cựu tù, yeah, gọi là ban tù ca. Sau này có gia đình, có anh em, có những thế hệ mới. Yeah. Thì cái nhiệm vụ ban tù ca là theo anh là chúng ta sẽ làm cái gì? Và cái danh nghĩa tù ca bây giờ nó có còn đúng với cái thời đại này nữa không? Dạ thưa anh, cũng có người đã có như vậy hỏi chút Xuân Điềm, tại sao bây giờ mà chúng ta vẫn giữ ban tù ca? Rồi tôi có thưa với anh thế này, kính thưa quý vị, hiện tại là chúng tôi không còn ở tù. Chúng tôi không còn là tù nữa. Nhưng mà Việt Nam vẫn còn ở tù. Mà những người đó là những người yêu nước, những người trẻ tuổi yêu nước, và những người họ dám nói lên cái tiếng nói của mình, họ đòi độc lập, họ đòi độc lập, họ đòi tự do, họ đòi nhân quyền,
họ chống lại cái ác, họ chống lại cái bất tự do thì họ đang bị ở tù. Chúng tôi vẫn duy trì cái ban tù ca để chúng tôi yểm trợ người tù ngoài, yểm trợ người tù trong và người cửu tù yểm trợ người đang bị tù. Thưa anh, thưa anh Xuân Điềm, như vậy thì trong quá trình á, anh đã trình diện nhiều nơi, cái đó chúng ta biết rồi, nhưng mà các chương trình mà gọi là gây quỹ thì tôi biết rằng anh em cũng gặp khó khăn với cái tinh thần mà vì việc chung anh em chị em đã đến với nhau. Thì anh cho biết ban tù ca Xuân Điềm còn có bao nhiêu người, sinh hoạt như thế nào, và cái gây quỹ của anh bao nhiêu năm thì anh làm một lần? Dạ thưa anh, ban tù ca hiện tại chúng tôi là trên dưới 30 người, gồm có 3 thế hệ, tức là kể cả những em nhỏ nữa. Dạ. Thì ban tù ca chúng tôi là thường thường là chúng tôi cứ mấy năm, vài một năm hay là hai năm, hay là nhiều khi đôi khi là hàng năm liên tục chúng tôi gây quỹ để yểm trợ những nhà đấu tranh quốc nội trong nước đó anh. Người họ đang bị tù đầy mà họ sống cuộc sống rất là khó khăn, gia đình họ bị o ép, bị cộng sản đã làm mọi thứ khó khăn, thì mình có một chút quà nào nhỏ để mình yểm trợ họ cho họ giữ vững tinh thần mà đấu tranh. Thì anh thấy hôm nay nghe người dân trong nước họ không sợ cộng sản nữa, nhất là những người ở tù họ lại càng không sợ nữa, thì chúng ta cũng có lý do gì mà chúng ta không có nhìn một cái phần nào đó để chúng ta yểm trợ tiếng nói của ta ở bên ngoài, và một chút nào đó chúng ta gây quỹ được cho anh. Tôi có một câu hỏi anh Tuấn Khải, nói chung là mình cũng là một cái cán bộ chính trị, anh sinh hoạt trong tiểu đoàn 30 chính trị, thưa anh, sanh sinh hoạt tiểu đoàn đó, cái đại đội 30 chính trị phải? Dạ, tiểu đoàn 30. Vâng, thưa anh sinh hoạt bao lâu và cái công việc của anh, cái thời gian đó anh làm gì ta? Dạ, thưa anh, hồi xưa là tôi đã trong tiểu đoàn 30 chính trị 13 năm. Thì hồi đó em chỉ trong cái làm về chuyên về văn nghệ, tức là em chỉ đi trình diễn cho các buổi liên hoan và những buổi để cho các anh em chiến sĩ mua vui là lập những cái buổi chiến công, thì anh em về địa phương hay là đơn vị thì chúng em có cái trách nhiệm là phải đi trình diễn để làm giải trí cho các anh chiến sĩ và cũng như các đồng bào ở nông thôn. Từ từ anh xuống đơn vị, như vậy là đơn vị thấp nhất là cấp nào, cấp đại đội, tiểu đoàn? Dạ, em nhiều khi đi xuống những cái đơn vị rất là thấp, đi rất là xa xôi trong những vùng rất là hẻo lánh, có thể là vô các tiểu đội hoặc là đại đội của các đơn vị địa phương, rồi trong các thôn xóm mà có những buổi văn nghệ để cho dân và quân hòa hợp và vui vẻ những ngày rảnh rỗi vui vẻ với nhau. Anh Tuấn Khải có cái kỷ niệm gì trong thời gian mà anh đi trình diện và anh thấy cái nhu cầu trình diễn đó, ngoài những việc chính huấn và học tập chính trị thì nhu cầu trình diễn đối binh sĩ đó, anh thấy có quan trọng không? Dạ, em thấy rất là quan trọng, bởi vì những ngày mà đi chiến đấu gian khổ và những có những người lính sống rất là xa nhà, có những người ở vùng 2, vùng 1 mà vô đi chiến đấu và phục vụ trong vùng 3 thì họ sống rất là xa gia đình, và những cái buổi đó thì mình đem tiếng hát, lời ca và những cái vở kịch vui đó đem giải trí để cho những anh em chiến sĩ nó có một cái tinh thần nó được vui vẻ và bớt nhớ nhà, bớt nhớ gia đình. Như vậy hồi đó anh Tuấn Khải là kịch sĩ hay là ca sĩ? Hồi đó em đóng kịch và em ca luôn, đóng kịch và ca cũng được luôn. Thế những cái bằng nhạc mà mình dành cho binh sĩ mà trong các đơn vị xa đó, thì thường cái loại nhạc đó là gì, tình ca, hùng ca là sao thưa anh? Hồi xưa thì tụi em có hát đủ loại, tại vì trong một cái tiểu đoàn chính trị là tụi em phải biết đủ loại thể nhạc đó. Vừa tình ca mà nói về tình hậu phương, tình lính chiến, anh ở hậu phương em tiền tuyến là tụi anh, với lại những bài hùng ca và những bài chiến đấu ca hoặc là những bài về tâm lý thì kia tụi em là phải thuộc hết, biết trình diễn hết. Thưa anh Tuấn Khải, như vậy anh qua đây bằng cái duyên gì và cái cơ hội nào đã giúp cho anh để tới gần với ban tù ca Xuân Điềm? Dạ, thưa anh, năm 1992 thì em đi qua định cư bằng diện ODP. Dạ. Và khi em mới qua để độ một năm thì em cũng đi hát chỗ này chỗ kia, cũng không có lớn lắm, và các địa phương với lại cũng có hát trong buổi sinh hoạt cộng đồng á. Thì em tình cờ mới gặp cô Già Lan là vợ của anh Quốc Toản, nhạc sĩ Quốc Toản. Thì anh Toản hồi xưa đã có làm chung ở Việt Nam với em rồi. Ra anh cô Già Lan mới nói thôi để tôi giới thiệu anh đến anh Xuân Điềm, là một người ở trong ban tù ca, anh Xuân Điềm là cái người rất là có cái tinh thần đóng góp cho cộng đồng. Thì tôi nói, thấy cô Già Lan nói vậy, nói thôi tôi cũng được, không sao, bây giờ tôi cũng lớn tuổi, bây giờ tôi cũng không có đi trình diễn ngoài nhiều, thôi để tôi góp một tiếng hát, dù có ít nhiều gì cũng có đóng góp anh Xuân Điềm. Thì vô đó anh Xuân Điềm, ngày đầu vô gặp anh Xuân Điềm, Xuân Điềm thấy tôi hát một hai bài, Xuân Điềm thấy cũng có thể anh thích,
anh mới nhận vô trong ban luôn. À, thưa anh Xuân Điệp, à, như vậy thì cái quá trình mà anh có sự tuyển chọn không hay là phần đông là anh em có lòng và thường là có khả năng rồi? Thưa anh, thật ra tuyển chọn thì không dám, nhưng mà anh em có lòng đến với nhau rồi thì mình nghe qua cái e là biết liền, chỉ cần nói chuyện và mình chơi nhau là mình biết khả năng liền. Thành tôi nói đúng, để trong ban tổ ca nó cũng có nhiều anh em rất là có khả năng mà có lòng. Cảm ơn anh em đã đến, còn đến hôm nay. Anh em tuy lớn tuổi nhưng mà tuyển ca rất là tốt, chẳng hạn như anh Tuấn Khải tuyển còn tốt lắm. Thưa anh, như giờ này anh em ngoài mà có cái khả năng cũng như là muốn đóng góp với ban tổ ca Xuân Điểm đến với anh, thì thưa anh có thể có một vài lời để mời anh em những người có khả năng như vậy và có lòng đến với anh không? Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Huy Phương để nhắc câu đó. Cái điều đó là cái điều luôn niềm và ban tổ ca tôi luôn nghĩ đó. Nhưng mà xưa anh em là khi mà chúng ta vào thì chúng ta phải bỏ cái tinh thần ra đấu tranh, và chúng ta chỉ vào vì tập thể và vì tổ quốc quỳ quê hương mà thôi, chứ chúng ta vào không có một cái quyền lợi nào cả, mà cũng chẳng có một cái sự đòi hỏi nào của anh em mà được đáp ứng cả. Cho nên chúng tôi chỉ kêu gọi cái tấm lòng, và nếu anh em có khả năng thì vào thì càng tốt, vì trong ý ban tù ca nó có nhiều, chúng tôi có thể kịch, chúng tôi có thể đóng nhạc cảnh, chúng tôi có thể hát và chúng tôi có thể làm mọi thứ. Cảm ơn Xuân Điềm. Kính thưa quý vị, không có gì hơn là chúng tôi xin trình bài với quý vị một đoàn hợp ca trong bài Vòng Nam Quang cho ban tù ca Xuân Điềm trình bày. Xin mời quý vị theo dõi. Trường Sa tham bản dâm ai Nam Quan giờ cách xa đâu rồi, Nam Quan nghìn năm ghi sử sách ngăn cách Việt Hoa vùng đất thiêng ông bà nợ nước thù nhà đã lưu danh muôn thuở chiến tích oai hùng lừng lẫy trong hoài sông đâu miền địa linh niềm tin yêu đã mất biết nói gì đây cùng cháu con sau này ai bán quê cha làm vong linh tuổi khô nhưng chỉ anh hùng ôi những kẻ vòng đô. Xin thưa quý vị và các chiến hữu, chúng tôi xin trở lại chương trình Huynh Đệ Chí Binh với ban tổ ca Xuân Điềm, với nhạc sĩ Xuân Điềm và ca sĩ Tuấn Khải trong một chương trình. Chúng tôi đang nói tới hoạt động của ban tổ ca Xuân Điềm trong những ngày sắp tới. Thưa anh Xuân Điềm, cái chương trình của ban tổ ca sắp tới, như anh có một cái buổi ca nhạc, đại nhạc hội, có phải không? Dạ vâng, dạ và cảm ơn Huy Phương. Dạ kính thưa quý vị, tới đây là ban tổ ca Xuân Điềm đúng 21 năm. Chúng tôi có một buổi nhạc hội để mà kỷ niệm, và đồng thời cái buổi nhạc hội này chúng tôi đưa lên một cái chủ đề là hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh, như anh cũng đã biết đó, người chiến sĩ Việt Nam ngồi lúc này chúng ta rất là có lý tưởng và ngay Cộng sản hơn Cộng sản nhận nữa. Cho nên chúng tôi muốn đưa một hình ảnh của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vừa bí hùng, vừa tình cảm, vừa yêu thương tổ quốc, sẵn sàng hy sinh. Và trong cái nhạc cảnh đó là cái nhạc cảnh chúng tôi sẽ diễn hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi chắc chắn rằng quý vị nhìn đến hình ảnh đó, quý vị sẽ cảm thông và thương người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Một cái nhạc cảnh thứ hai là cái nhạc cảnh nói về người ở lại trong nước, họ những bị những cái khốn khổ gì, và trong đó có cái sự hy sinh, cái sự là hy sinh của đại tá Hồ Ngọc Cần. Cái hình ảnh đó chúng tôi muốn đưa lên để nói rằng những người ở lại họ gánh chịu những điều đó, và tôi tin chắc rằng quý vị coi quý vị sẽ cảm thương trong người chiến sĩ hào hùng bất khuất. Và một cái nhạc cảnh thứ ba là hôm nay chúng ta vừa đúng 60 năm hiệp định Geneva. Chúng tôi muốn đưa cái cầu Hiền Lương qua bên sông Bến Hải, chúng tôi diễn lại cái cảnh di cư năm 1954. Dạ thưa anh Xuân Điềm, mà như vậy thì anh cho biết là cái hoạt động đó là một buổi trình diễn ca nhạc hay là phát hành CD, DVD hay là cái gì trong cái buổi mà cái nhạc hội mà anh, cái chủ đề mà theo chúng tôi thấy trên cái brochure là thu hát cho quê hương đó. Dạ vâng. Cái đó là buổi trình diễn phát hành CD hay là sao? Dạ thưa anh, hôm đó là mùa thu, cho nên chúng tôi lựa cái chủ đề là thu hát cho quê hương. Trong đó nó cái chủ đề là đấu tranh quê hương tù và lính.
thì chúng tôi tổ chức tại một cái rạp Sài Gòn Bepoa Center, tức là đó là một cái hội trường rất là đẹp, cái rạp rất là đẹp để mà quay những chương trình chuyên nghiệp. Thành chúng tôi làm một cái chương trình đại nhạc hữu và hoàn toàn nghệ thuật ở đó, thưa anh. Thì hôm đó có chúng tôi có những ca sĩ như là Kim là Karen Kim, Trung Chính, có Andy Thanh, có Như Mai, có Mai Thiên Hương, có đoàn Mây Vũ, Vũ đoàn ca Vũ Mai Ngọc, Vũ đoàn Việt Cầm, biểu đoàn văn nghệ Melin San Jose và các ca nhạc sĩ trong ban tù ca của chúng tôi là hôm đó sẽ trình diễn những cái tiết mục, và nói là một cái tiết mục rất là quê hương, rất là dân tộc mà rất là tình tự. Và chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến mà tham dự, nếu mà quý vị ở xa không có yểm trợ cho chúng tôi được, không đến tham dự được, mà ngày đó quý vị có giấy phép về Sài Gòn mà muốn tham dự với chúng tôi thì quý vị xin gọi trước Xuân Điềm là 562-290-7483, Xuân Điềm 562-290-7483, hoặc là quý vị ở đây thì có thể có quý vị có thể lại nhà sách Tự Lực để mà lấy vé, thưa anh. Thưa anh Tuấn Khải, anh cái vai trò anh trong cái buổi đại nhạc hội sắp tới tại Performing Arts ở Little Sài Gòn là anh sẽ làm gì trong đó, thưa anh? Trong đó thì em chuyên về ca thôi, trong những bản hợp ca, rồi có một bài hát solo nữa. Em bữa đó em ca, với lại có thể là trong đó có những màn kịch, em cũng đóng những cái vai phụ, những vai kịch phụ ở trong đó. Thưa anh Xuân Điềm, anh có thể bỏ một vài giây phút anh giới thiệu dùm anh em ở trong cái ban tù ca của anh, có thể là anh đọc tên, anh có nhớ không? Hay là có nhớ. Thì thưa anh, ở trong ban tù ca của tôi là ngoài Tuấn Khải thì chúng tôi có Phan Đại Nam trên đài này, chúng tôi có Dương Cơ, chúng tôi có Bùi Như Ái, chúng tôi có Vũ Khang, chúng tôi có Xuân Thanh, chúng tôi có Tôn Võ, chúng tôi có Tạ Chí Thân, chúng tôi có anh đồng tên tôi cũng dạ đó Thân, hoặc là Đăng, hoặc là Tháo, hoặc là Cơ, hoặc là Khánh Vân, Bích Thuận, như Kim Chi, Thanh Vân, Minh Nguyệt và Lan Hương, và cái tôi còn nhiều lắm. Rồi anh nhìn thấy cái play là nó là tới trên 30 người, và thưa anh. Thưa anh, cái sinh hoạt gắn bó như vậy thì thưa anh có vào những lúc như vậy thì vấn đề thì giờ của anh chị em thì mình giải quyết thế nào? Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, ở đây thì chúng ta chỉ sinh hoạt vào cuối tuần mà thôi, nhưng mà cứ cuối tuần nó có nhiều cái sinh hoạt cho chúng ta, cho gia đình, cho vấn đề thờ phượng, cho vấn đề con cái, nhưng mà đủ thứ trọi. Nhưng mà tuy nhiên chúng tôi cần dành những cái thời giờ để mà đến gặp với nhau vài ba tiếng đồng hồ trong tuần đó, thưa anh. Có thể là một cái bữa đêm nào đó trong ngoài cái cuối tuần, và hay là trong ngày chủ nhật thuận tiện, thưa anh, chúng tôi tập dượt luôn. Luôn trong này anh em rất là có tinh thần, anh em ở trong này sống nhiều ngành nghề khác nhau lắm anh, nhưng mà vì cái nhu cầu của ban tù ca là anh em phải hy sinh một số thời giờ để cuối tuần đi tập dượt. Kính thưa quý vị, chân hữu thật tình cái nhạc hội Thu Á Quê Hương là mỗi năm anh Xuân Điềm đều làm một cái buổi như vậy, có lẽ mục đích là để cho cái ban tù ca Xuân Điềm được được sống còn. Nếu không có sự giám trợ của quý vị khắp nơi, đồng bào những người có lòng, thì ban tù ca Xuân Điềm trong cái hoàn cảnh rất eo hẹp này rất là khó khăn. Chúng tôi mong quý vị ủng hộ đến với chương trình này, hoặc là mua vé đến, hoặc là ở xa quý vị có thể yểm trợ qua cái số điện thoại Xuân Điềm. Chương trình Huynh Đệ Chí Binh vừa rồi chúng tôi muốn đến sự hy sinh và đóng góp của ban tù ca Xuân Điềm đối với cái vấn đề tranh đấu hải ngoại, thì không có gì hơn là để kết thúc chương trình chúng tôi xin giới thiệu với quý vị ban tù ca Xuân Điềm với cái chủ đề một bài hát mới, Làm Sao Có Được Tự Do. Đó là những câu, những cái khắc khoải và những câu, những cái khát vọng của đồng bào trong nước cũng như đồng bào ngoài đối với dân tình hiện nay Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Và sau đó chúng tôi cũng xin quý vị thưởng thức bài ca này, và cũng như một lời tạm biệt trong chương trình Huynh Đệ Chí Binh hôm nay. Xin cảm ơn nhạc sĩ Xuân Điềm và ca sĩ Tuấn Khải. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hãy subscribe.
đài truyền hình SBTN Texas, Hình Nhi xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị những hình ảnh phóng sự về tin tức trong tháng vừa qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý khán giả, trong tháng 8 vừa qua, thời tiết tại tiểu bang Texas khá là nóng, nhưng cũng có rất nhiều hoạt động sôi nổi đã được diễn ra. Mở đầu là buổi ra mắt sách và buổi chiều thơ nhạc của Ủy ban Liên kết Yểm trợ Quốc nội. Tiếp theo là Đại hội Sinh viên Toàn Thế giới họp tại Dallas Forward. Và tiếp theo là những hình ảnh từ đêm nguyện cầu tại Kansas City của tiểu bang Missouri. Tiếp theo đó là những hình ảnh từ buổi lễ thăng chuẩn tướng cho Đại tá Lương Xuân Việt và các hình ảnh lễ Vu Lan được tổ chức rất long trọng tại các chùa tại địa phương, cũng như là những hình ảnh từ Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 37 được tổ chức tại Missouri và Đại hội Nhảy dù lần thứ 34 được tổ chức tại Austin. Và cũng xin được kết thúc với hình ảnh từ chương trình văn nghệ của nhóm Trẻ Giúp Trẻ kỷ niệm 10 năm. Và xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thanh Trúc kính chào quý vị. Thưa quý vị, Thanh Trúc đang có mặt tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Chiều hôm nay tại Asia Times Square có một sự kiện đặc biệt, đó là buổi chiều thơ nhạc yêu nước. Thưa quý vị, trong mục đích bảo tồn cũng như phát huy cái truyền thống văn hóa Việt Nam, và nhất là trong cái mục đích liên kết văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên Việt Nam tự do, một buổi chiều thơ nhạc yêu nước được tổ chức và qua đó có phần giới thiệu sách của ba tác giả, nhà văn Thu Nga, nghệ sĩ Huỳnh Công Ánh và nhạc sĩ Việt Phương. Thanh Trúc kính chào quý vị. Hôm nay, thưa quý vị, đây là một buổi ca nhạc đấu tranh do nhóm liên kết văn nghệ sĩ thanh niên sinh viên Việt Nam tự do tổ chức. Và đây là một sự kiện sinh hoạt đặc biệt có ý nghĩa vào khi đất nước đang trong tình trạng mà người ta gọi là không biết đất nước còn hay đã mất vào tay của giặc phương Bắc. Và thưa quý vị, buổi nhạc đấu tranh chiều hôm nay được vào cửa miễn phí và tất cả những số tiền do mọi người yểm trợ đều được gửi về cho gia đình các tù nhân lương tâm. Chính các tù nhân lương tâm cũng như những người trẻ ở trong nước đang tranh đấu cho một Việt Nam nhân quyền, tự do và dân chủ. Xin mời quý vị theo dõi bài tường trình của Thanh Trúc. Dạ, sau đây chúng tôi xin được giới thiệu những anh em trong liên kết ca. Nhất chúng tôi xin được giới thiệu ca nhạc sĩ Đoàn Chính từ Montreal, Canada. Nhạc sĩ Phan Nghi Tấn đến từ Toronto, Canada. Xin kính mời anh lên. Bé Vivian Huỳnh đến từ San Jose, California. Nghệ sĩ Nam Phương đến từ Hoa Thịnh Đốn. Ca sĩ Kim Sơn đến từ San Jose, California. Yuka Chi Bảo Diễm Chi đến từ Houston. Ca nhạc sĩ Hoàng Tường đến từ Houston. Thi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh từ New Orleans. Và các anh chị em trong liên kết ca. Xin kính mời các anh chị em văn nghệ sĩ liên kết lên sân khấu. Sau đây xin kính mời Hội Phụ Nữ Quốc gia tại Dallas Forward. Xin mời Hội Bình Định Dallas Forward. Và bây giờ để bắt đầu chương trình, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi chuẩn bị lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Đồng dân ơi, quốc ca đến ngày dài mong, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sâu. SBTN xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Quang có mặt tại khách sạn Hilton Anatole, là nơi tổ chức đại hội lần thứ 11 do Liên hội Sinh viên của vùng Bắc Mỹ Châu tổ chức. Xin quý vị hãy cùng Quang Anh theo dõi phóng sự sau đây. Xin chào Billy. Dạ vâng, trước hết Billy xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài SBTN và gửi lời chào đến Quang Anh. Cảm ơn Billy. Thì có thể là Billy có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết là Billy đến từ đâu và đang là chức vụ gì không? Dạ vâng, kính thưa quý vị, Billy đến từ Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California, từng là cựu chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam Cali và cũng như là trưởng ban tổ chức của Hội Tết Sinh viên năm 2013 và cũng như là 2014. Dạ.
Cảm ơn Billy. Thì hôm nay Billy có mặt tại đại hội lần thứ 11 do UNAPSA tổ chức, thì Billy có những cái chia sẻ gì về kinh nghiệm của Billy mà khi tham dự đại hội năm nay hay không? Có thể nói rằng đây là cái đại hội lần thứ 5 của Billy đến từ khi đại hội của bên Washington DC là qua thành đốn. Có thể nói là rất là vui. Vui thì vì hết 11 tháng nay Billy đã đi từ xa, từ đại hội thanh niên sinh viên của bên Úc Châu cho tới bên Washington DC, và bây giờ đến với lại Dallas, Texas thì nói là rất là vui, tại vì cái không khí như quý vị đã nghe, các em sinh viên, các bạn sinh viên đang là náo nức, có nghĩa là cái tình đoàn kết của nhau đang có ở đây để mà mình học hỏi chung với nhau, để mà sau này, sau cái đại hội này các bạn sẽ trở về miền của họ để mà chia sẻ những cái gì mà họ học được, để mà có thể nói là phát triển cái tổng hội sinh viên của cái vùng địa phương, và cũng như là một ngày nào đó đem lại cái đại hội này đến cái vùng của các bạn. Thưa quý vị, chúng tôi đang đứng tại Kansas City và hôm nay thì bầu trời rất đẹp, mặt trời lên rực rỡ, và ngày hôm nay, tối hôm nay sẽ có một buổi lễ cầu nguyện cho đất nước quê hương Việt Nam. Và thưa quý vị, và với cái hiểm họa Hán hóa đứng trước cái bờ vực thẳm mà Trung Cộng đang trực chờ xâm lấn nước ta, và vừa rồi với cái giàn khoan 981 Hải Dương, thì tất cả mọi người Việt Nam đều hướng lòng về Tổ quốc để mà cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thoát khỏi cái cảnh mà có thể là sẽ bị nô lệ trở lại trước cái sự nhu nhược ương hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế cho nên là khắp nơi, nơi nào có Việt Nam cư ngụ thì đều có những cái buổi lễ cầu nguyện, hay là có những cái tổ chức để mà biểu tình chống lại Trung Cộng xâm lăng và chống lại cái sự ương hèn của Đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị Việt Nam. Và quý vị đang nhìn lên cái phần phía trên kia, đó là ban tổ chức của đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, và các anh ở trong ban tổ chức đã đến từ sáng sớm, tuy nhiên là mặt trời cũng đã coi như là chạy đua với cái công việc của họ. Đặc biệt một cái là chúng tôi nhận thấy có những người cựu chiến binh của Hoa Kỳ cũng đã đến đây từ sáng sớm. Dưới bầu trời rất là trong xanh của tại Texas, thì một buổi lễ gắn lon chuẩn tướng cho ông Lương Xuân Việt đã được diễn ra tại bản doanh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Copperfield Fort Hood, Texas. Ông Lương Xuân Việt là vị tướng đầu tiên của người Mỹ đã chào đời tại Việt Nam của quân lực Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nghi thức gắn lon rất trang trọng dưới sự chứng kiến của hàng trăm quan khách Việt Mỹ. Và cái phần gắn lon chuẩn tướng được phu nhân của chuẩn tướng Lương Xuân Việt thực hiện. Và thay mũ tướng cũng như là chiếc mịt của vị tướng Hoa Kỳ. Originally, the leather belt was used for mounting one sword. It later became a pistol belt. In today's Army, the black leather pistol belt worn on the outside of the Army combat uniform identifies the wearer as a general officer. The large brass buckle bears the coat of arms of the United States. Cái phần mà kéo cờ tướng lên rất trang trọng. Phương xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SVTN. Kính thưa quý vị, mùa Vu Lan lại trở về với tất cả những người con. Và hôm nay, Thu Hương cùng với các Phật tử đến tham dự một đại lễ Vu Lan ở một ngôi chùa rất nổi tiếng ở thành phố Dallas, Fort Worth. Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự đại lễ Vu Lan tại chùa Đạo Quang Garland. Kính thưa quý vị, như thường lệ, có rất đông quý Phật tử về tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Đạo Quang. Những hình ảnh quý vị đang theo dõi là phần trai tăng. Các Phật tử cung kính dâng thức ăn chay và cúng dường đến các chư tăng ni. Ngày hôm nay là ngày rằm tháng 7, xá tội vong nhân, chùa Đạo Quang Garland tổ chức lễ cầu siêu độ rất trang trọng.
Thưa quý vị, như thường lệ hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân, Thầy Thích Tịnh Đức, Chùa Đạo Quang Ga Lình tổ chức rất long trọng lễ cầu siêu độ cho các chiến sĩ trận vong, các quân dân cán chính đã bỏ mình trong các trại học tập cải tạo. Cầu siêu độ cho đồng bào vượt biển vượt biên đã bỏ mình trên đường tìm tự do và cầu siêu độ cho các tướng lĩnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết trong ngày quốc hận 30 tháng 4. Thưa quý khán giả, tháng 7 mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, mùa thị thực cúng dường các oan hồn uẩn tử được siêu thoát. Các chùa tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận đã lần lượt tổ chức lễ Vu Lan rất long trọng. Chùa Bồ Đề Đạo Tràng cũng đã tổ chức buổi lễ Vu Lan thật trọng thể. Mở đầu là phần thuyết pháp do Thầy Thích Giải Đồng thuyết giảng. Được Đức Phật sáng lập từ Ấn Độ truyền qua Việt Nam. Tiết mục bông hồng cài áo được diễn ra long trọng. Bay này mẹ hiền con mất đi. Còn cuối cùng là phần văn nghệ do không mặt trời. Nhà quyền phóng viên của đài SBTN xin kính chào quý khán thính giả. Như thường lệ hàng năm, tại tỉnh xá Minh Đăng Quang ở Ga Lành có tổ chức lễ Vu Lan, và thời tiết ngày hôm nay thì không được thuận lợi cho lắm, nhưng chúng tôi ghi nhận có khoảng 300 Phật tử đã về đây tham dự. Nhà quyền xin mời quý khán thính giả theo dõi những hình ảnh sau đây. Mở đầu là phần giới thiệu các chư tăng từ phương xa đến dự. Kế đến, Ni sư Thích Nữ Liên Nhẫn trụ trì tịnh xá Minh Đăng Quang. Tiếp theo đó là phần dân hoa do các em thiếu nhi phụ trách. Kính thưa quý vị, Thanh Xuân Lan có mặt tại tỉnh xá Ngọc Nhiên, thành phố Ga Lăng trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu. Và Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh rất trang nghiêm và trang trọng của ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, chương trình được mở đầu với lễ cung nghinh chư tôn đức quang lâm lễ đài. Ai ơi giấc mộng trường, bể khổ ta bà nơi dạ tạm, bồng lai cực lạc thật quê hương. Thông qua chương trình dân hương tụng kinh cầu nguyện, múa lân cúng dường, thì tụng phẩm kinh này để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ hiền tiền tăng long phước thọ, ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ siêu thoát nhẹ nhàng vãng sanh tịnh độ, xin ơn trên chư Phật chứng minh. Lo toan quên năng bỏ ngộ âm no đầy. Chư Huệ SBTN Texas xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Hôm nay là ngày đại lễ Vu Lan tại Chùa Từ Bi, Texas. Xin kính mời quý khán giả theo dõi phần phóng sự sau đây. 10 giờ sáng, rất đông đồng hương Phật tử đã tề tự tại Chùa Từ Bi hôm nay, ngày 24 tháng 8, để tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2558 với sự chứng minh và thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Vân Đàm. Chương trình bắt đầu cung thỉnh Hòa Thượng quang lâm lễ đài và giới thiệu sơ lược tiểu sự của Hòa Thượng. Thầy là con thuyền thanh hương, đưa chúng con lên bờ thượng hương. Tiếp theo là phần Hòa Thượng Thích Vân Đàm thuyết pháp. Thưa quý liệt vị, danh họ Diệu Tăng, tuổi thọ 110 tuổi, tác danh Diệu Tăng, cô bà Nguyệt Thị Thủy, pháp danh Tâm Thức, tuổi thọ 99 tuổi. Sau đó là phần các em gia đình Phật tử đi gắn bông hồng cho quý vị quan khách.
Trân trọng kính chào quý giả, quý đồng hương đến với chương trình phóng sự cộng đồng trong tuần này. Kính thưa quý giả, quý đồng hương, trong tháng 8 chúng ta còn trong cái tháng Vu Lan, mà các chùa ở đây vẫn tiếp tục để làm những cái truyền thống đại lễ Vu Lan. Chúng tôi đang có mặt ở chùa Đại Giác ngày hôm nay, tuy rằng chùa vẫn còn rất là đơn sơ, vẫn còn có nhiều cái sự mà triển vọng ở đây lắm. Nhà máy thì cũng không có, nhưng mà cái chỗ mà tổ chức thì cũng rất là eo hẹp. Nhưng chùa Đại Giác ở trên đường Khất Quốc năm nào cũng tổ chức đại lễ Vu Lan. Và năm nay chúng tôi đang có mặt ở đây, mời tất cả quý giả quý đồng hương theo dõi chương trình đại lễ Vu Lan ở chùa Đại Giác. Kính thưa quý khán giả, quý đồng hương, Michael Hòa cùng với lại Mai Hồng Nhung. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở tại Đại hội Thánh Mẫu. Tại nơi đây thì có rất là đông quý đồng hương của chúng ta đã đến đây để chuẩn bị cho cái đêm khai mạc của Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 37 này. Bắt đầu ngày hôm nay 7 giờ chính thức sẽ khai mạc Thánh lễ Đại Chào kỳ thứ 37 của 2014 sẽ bắt đầu. Mời tất cả quý nhà quý đồng hương tiếp tục theo dõi Thánh lễ ngày hôm nay ở tại Đại hội Thánh Mẫu tại Cathay, Missouri cùng với lại Mai Hồng Dung và Michael Hòa. Red Hat Master Sergeant Alan Cohen.
Red Marker, Lieutenant Colonel Dean Hassler. Máy Cộng Hòa xin trân trọng kính chào quý khán giả, quý đồng hương đến với lại chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, quý đồng hương, chúng tôi đang có mặt tại thủ phủ của tiểu bang Texas, thành phố Austin, và ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt ở tại nhà hàng Fortune's. Tại sao lại có mặt ở đây ngày hôm nay là bởi vì ngày hôm nay là một cái ngày thứ hai của một ngày đại hội. Ngày hôm qua là tiền đại hội ngày thứ sáu, và ngày hôm nay chúng tôi thấy rất là đông, có thể nói là cánh dù từ khắp nơi đã bay về thủ phủ của tiểu bang Texas của chúng ta ngày hôm nay để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập binh chủng dù, cũng như là ngày họp mặt lần thứ 34. Kính thưa quý vị, vào cuối tuần qua, chương trình Đại Nhạc Hội Thắp Sáng Tình Thương lần thứ 9 với chủ đề Dòng Thời Gian do nhóm Trẻ Giúp Trẻ thực hiện tại Garin Hall trong khu trung tâm thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie, Texas. Và sau đây Ngọc Minh xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết, ca sĩ Phương Thảo cũng là người sáng lập ra nhóm Trẻ Giúp Trẻ có đôi lời review ngoài đó. Nhưng mà thực sự ra, tạo ra nhóm Trẻ Giúp Trẻ 10 năm về trước là một cái duyên lành, là một cái ơn trên đối với Phương Thảo. Nhưng mà giữ nhóm cho tới ngày hôm nay được bền vững là nhờ sự ủng hộ và cũng như hợp tác của tất cả quý vị cũng như bậc phụ huynh, đặc biệt là 12 board member của nhóm Trẻ Với Trẻ. Và bên cạnh đó, lần lượt cứ 2 năm là một người president mới, và năm nay là năm thứ 2 của Nam Hồ. Và bây giờ Phương Thảo xin quý vị một tràng pháo tay thật to để chúng ta nhường lời lại cho Nam Hồ. 10 năm qua, nhóm Trẻ Giúp Trẻ đã làm rất nhiều việc từ thiện và đã cộng tác với nhiều hội từ thiện Mỹ. Và tới hôm nay, nhóm đã làm trên 13.000 giờ từ thiện. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay được không ạ? Kính thưa quý khán giả, những hình ảnh phóng sự cũng đã kết thúc chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay. Hình như xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Hy vọng những giây phút vừa qua đã mang đến cho quý vị những thông tin thú vị và bổ ích. Xin kính chúc quý vị một ngày bình an và nhiều niềm vui. Xin thân ái chào tạm biệt. Phương Chi xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, Phương Chi hiện đang có mặt tại Houston, Texas để gửi đến quý vị một phỏng vấn rất là đặc biệt giữa SBTN Boston và thẩm phán chuẩn tướng Trang Sĩ Tấn. Trước hết, Phương Chi xin kính chào thẩm phán. Xin kính chào cô Phương Chi và SBTN Boston. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thẩm phán Trang Sĩ Tấn sẽ chia sẻ với chúng ta về vấn đề Biển Đông. Thì câu hỏi đầu tiên Phương Chi xin phép được hỏi thẩm phán là Trung Cộng đã dời giàn khoan HD-980 ra khỏi lãnh thổ của khu vực đảo Hoàng Sa. Thì tình hình căng thẳng của Biển Đông chuyển biến như thế nào thưa thẩm phán, cũng như là chia sẻ hoặc cập nhật khóa ra sao? Vấn đề Trung Cộng đưa cái giàn khoan HD-980 cũng như là dời đi, nó chỉ là cái hành động gần nhất của cái chủ trương của Trung Cộng xâm chiếm Bộ Đông, xâm chiếm Biển Đông và muốn có cái thẩm quyền kiểm soát tất cả Biển Đông và tất cả những cái xứ mà ở gần với Trung Cộng mà có fishing với Biển Đông. Thành ra trong suốt cái thời gian mà cái giàn khoan được đặt ở trong lãnh hải của Cộng sản Việt Nam, thì cái tất cả quý đồng hương đã theo dõi, quý khán giả đã theo dõi là Bộ Chính trị không bao giờ có một cái nghị quyết hay là một cái hành động nào để mà đương đầu với cái vấn đề của xâm lăng của Cộng sản đó, và cũng như không có những hành động gì về kể cả về luật pháp quốc tế hay để mà chặn đứng lại hay để làm cho Trung Cộng phải lùi bước, hoàn toàn như là không có gì hết. Do suốt cái thời gian đó thì phía Trung Cộng với Việt Nam có cuộc gặp gỡ của một ủy viên Quốc vụ Khanh là Dương Khiết Trì và Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Bình Minh.
nhưng mà không đi đến kết quả nào hết. Từ đó cho tới khi mà Cộng sản dời cái giàn khoan đi rồi, bao nhiêu cái diễn tiến, bao nhiêu cái chuyện sự việc nó xảy ra mà chúng ta sẽ, nếu có dịp chúng ta sẽ đề cập trong cái phần sắp tới. Thì gần đây nhất lại xảy ra một cái trường hợp là Đảng Cộng sản Việt Nam theo cái lời mời của Trung Cộng. Trước đây Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đến Trung Cộng để mà nói chuyện, nhưng mà Trung Cộng không bao giờ từ khước, không bao giờ chấp nhận một người nào của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Trung Cộng hết. Nhưng bây giờ thì Trung Cộng lại mời Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra do đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ định một nhân viên, một thành viên của Bộ Chính trị là ông Lê Hoàng Anh, Lê Hồng Anh. Ông Lê Hồng Anh là Ban Thường trực Bí thư của Bộ Chính trị và họ đã tới ở bên Trung Cộng. Thì cho đến giờ phút này là phía Cộng sản nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng đi tới để làm dịu cái tình hình đối với căng thẳng với bên Trung Cộng. Thứ hai là cùng hòa hợp với nhau làm sao để cho tất cả cái quyền lợi cho dân chúng của hai quốc gia, tức là của dân chúng của Trung Cộng và của Việt Nam, Cộng sản Việt Nam. Và thứ ba là làm sao để cho cái vấn đề nó được phồn thịnh và sống ở trong cái tình trạng ổn định, an ninh tất cả cho khu vực Biển Đông. Nhưng mà thật sự đó là những cái vấn đề ngoài mặt thôi. Chứ theo nhận xét của tất cả các những giới mà theo dõi về tình hình của thế giới và kể Nga nhận xét chúng tôi, thì là Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng đang tiếp tục để mà đóng cái kịch một cách nhịp nhàng với nhau để thực hiện cho được những cái mật ước ở thành đô. 24 năm qua họ đã thực hiện những cái bước tiến về phía chính trị, kinh tế và quân sự để mà kiềm chế Việt Nam, để cho đến biến chuyển Việt Nam thành một vùng tự trị hay là một cái phần đất của huyện hay là tỉnh gì đó là của Trung Cộng. Họ đã làm được cái chuyện đó qua 24 năm qua. Nhưng bây giờ thì họ vẫn tiếp tục làm một cách nhịp nhàng với nhau, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhận chỉ thị của Đảng Cộng sản Lào phải làm sao để mà hoàn thành cái mật ước của thành đô trong còn 6 năm còn lại. Thành ra cái vấn đề đi đến ở bên Trung Cộng này của người đại diện đặc phái viên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là để mà nhận định và để mà thi hành cho được cái kế hoạch của thành đô thôi, chứ không có gì hết. Và chắc chắn là sẽ có thêm những cái mật ước khác, có những sự thỏa thuận ở bên trong. Thì đó là cái sự liên hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là về cái phía mà chúng ta đã thấy một cách công khai. Và ở trong nước cũng đã có những ông như ông tướng Lê Duy Bật, ông đòi công khai quá cái mật ước của thành đô, tại họ đã giấu giếm gần nửa một phần tư thế kỷ nay, không có bao giờ nói gì về cái nội dung của cái mật ước thành đô hết. Thì bây giờ chính một người tướng của Cộng sản là ông Lê Duy Bật đòi hỏi phải công khai quá. Đồng thời ở trong nước cũng có 61 những người đảng viên kỳ cựu cũng đòi Cộng sản phải thay đổi thể chế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Cộng sản không, Việt Nam không có làm, sẽ không có nghe tất cả những vấn đề đâu. Mà họ đang tiếp tục sẽ để mà đi theo cái đường lối của mật ước, tức là để tiếp tục củng cố cái vị trí độc tôn và độc trị ở Việt Nam của Đảng Cộng sản. Do đó cái sự chuyến đi này nó không có cái gì mới hết, không có gì mà thuận lợi cho nước Việt Nam hết, mà chỉ là thuận lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc thôi. Thì đó là cái nhận xét của tôi về cái tình hình mà liên hệ quan hệ giữa ở gì liên quan đến Biển Đông giữa Trung Cộng và Cộng sản của Việt Nam. Cảm ơn Thẩm Phán rất nhiều.
Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị sau một số thông tin thương mại của đài. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston và sau đây kính mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn giữa SBTN Boston và thẩm phán chủng tướng Trang Sĩ Tấn. Tôi xin nói tiếp về cái vấn đề quan hệ giữa Trung Cộng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Lần này, trước khi mà đến triều kiến Trung Cộng thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ một cái quyết tâm mà Trung Cộng đều muốn đòi hỏi là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cương quyết dẹp tan tất cả những cái phong trào hay là những vấn đề mầm mống nào mà gọi là chống Trung Cộng. Thì cùng ngày mà Lê Hồng Anh tới Trung Cộng thì là cũng xảy ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra cái phiên xử của bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và cô Thúy. Thì họ đã, tại vì những người này là những người đã có những hành động và có những cái cuộc tranh đấu chống Trung Cộng, nên trước khi mà Lê Hồng Anh tới thì họ đưa ra xét xử và họ đã đưa tuyên án bỏ tù cho những người này vào tù tội, không phải bằng cái tội là chống Trung Cộng hay là tranh đấu, mà bằng một cái tội thương phạm gọi là cản trở lưu thông, làm xáo trộn lưu thông thì kia thôi. Nhưng mà thật ra đây là món quà và một cái hành động để chứng tỏ với Trung Cộng là Đảng Cộng sản Việt Nam quyết liệt không có cho tất cả những hành động nào mà có thể chống đối Trung Cộng được bộc phát hết. Cái trường hợp này nó cũng giống như trước đây, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam tới gặp Trung Cộng thì đã xảy ra trường hợp của ông Điếu Cày, nó cũng xét xử vào cái trường hợp đó. Đó là một cái hành động để chứng tỏ với Trung Cộng là cái thái độ của Việt Nam về vấn đề Trung Cộng như thế nào. Thành ra tôi thấy rằng đó là một cái chuyện rất là chúng ta cần phải để ý và chúng ta phân tích. Thành ra tôi có thể nói rằng cái liên hệ của Trung Cộng với Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có thay đổi gì hết. Trong giai đoạn thời gian qua chỉ là hai bên đóng kịch và hát một cách nhịp nhàng, nhưng mà bây giờ cuối cùng đi tới vẫn là thực hiện cho được cái chương trình gọi là bành trướng xâm lược của Trung Cộng đối với thứ nhất là kiểm soát vấn đề Biển Đông. Rất là giản dị là đến như vậy. Thành ra tôi nghĩ rằng không có một cái gì thay đổi giữa cái sự quan hệ giữa hai bên hết. Thành ra đó là cái tình hình của Trung Cộng với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra những cái chuyện gì mà của những phong trào nào khác chưa kể là tôi có thể nói về trường hợp nữa là trường hợp của Huỳnh Tấn Mẩm. Trước đây trong nước cũng Huỳnh Tấn Mẩm tức là chủ tịch của thành đoàn sinh viên học sinh trước năm 1975 cùng với Lê Văn Nuôi và thành phần đó. Hồi trước nó đã hoạt động trong cái phong trào trí dận, gây những cái khó khăn và những cái vấn đề thuận lợi cho phía Cộng sản. Thì bây giờ Huỳnh Tấn Mẩm mới ra một cái bản coi như là phản tỉnh, nhưng mà thật sự ra đó là sau khi Huỳnh Tấn Mẩm gặp Trương Tấn Sang và ở Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng, và Cộng sản muốn dùng Huỳnh Tấn Mẩm để mà lôi cuốn, để mà hướng cái hướng của các người thanh niên, những người trẻ của Việt Nam chống Trung Cộng. Ông Phan có thể trình bày sự quan hệ của Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam như thế nào, thưa thẩm phán? Trong thời gian mà cái cuộc khủng hoảng và căng thẳng về Biển Đông thì giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam có những cái công chuyện nó chúng ta liên quan đến quan hệ của hai bên. Đầu tiên là vào ngày 21 tháng 7 năm 2004 thì Khoan Quang Nghị, một ủy viên Bộ Chính trị làm trưởng đoàn Quốc hội của Việt Nam, đã thăm viếng Thượng viện Hoa Kỳ và đã có dịp gặp ông chủ tịch thường trực của Thượng viện là Patrick Leslie. Sau đó thì đã xảy ra cái việc viếng thăm của thượng nghị sĩ McCain và White House đến Việt Nam, và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đón phái đoàn của thượng nghị sĩ này.
Thì trong cái cuộc gặp gỡ này, phía Hoa Kỳ đã có một cái thông điệp. Cái thông điệp đó trong đã đi vào chi tiết ở trong cái buổi họp báo của ông Merkel. Nhưng mà cái message mà Mỹ muốn đưa tới cho Đảng Cộng sản Việt Nam là như thế nào? Là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà có những tiến triển về nhân quyền thì Hoa Kỳ có thể sẽ mở cái cấm vận và có thể đi tới cái việc là có thể cho Cộng sản Việt Nam được thụ đắc những cái vũ khí sát thương. Nó là một có cái điều kiện chứ không phải là đưa cộng là được Hoa Kỳ sẽ mở bỏ cái lệnh cấm vận hay là bán vũ khí xương cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói là điều kiện về nhân quyền và tự do, nhưng mà tất cả tin tức của Đảng trong Đảng Cộng sản về truyền bên hệ thống truyền tin của Cộng sản Việt Nam không bao giờ đề cập đến vấn đề đó. Nhưng mà đó là cái message rất là quan trọng của một trong những cái điểm mà Hoa Kỳ muốn đưa cho Cộng sản Việt Nam biết. Thì tại sao tôi có thể nói như vậy? Là tại vì một thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, thì Đảng Cộng hòa bây giờ là đang muốn cái mở rộng về nhân quyền, những tiến triển về nhân quyền, đọc trong đó đặc biệt là tự do tôn giáo. Có thể nói rằng Đảng Cộng hòa đặt mạnh trọng tâm vào tiến về tự do tôn giáo, còn bên Đảng Dân chủ thì đặt nặng vấn đề về việc gọi là tự do lập hội và tự do lập cái công đoàn độc lập. Thì do đó những cái điều kiện của nhân quyền đã nói rất rõ, và cái kết luận mà cuối cùng của ông thượng nghị sĩ Merkel đó là ông đã kết luận hy vọng rằng Việt Nam sẽ chuyển những lời đáng ghi nhận thành những hành động mạnh dạn cụ thể. Nhưng mà phía Cộng sản thì thông tin của nó là lại đưa ra khác, nói là cũng như Cộng sản sẽ cũng như là sẽ bỏ cấm vận, Hoa Kỳ sẽ bỏ cấm vận, Hoa Kỳ sẽ bán cho họ thủ đắc những cái vũ khí sát thương, hoàn toàn là tiếp tục lừa dối và dân chúng của Việt Nam. Đó là cái thái độ của Cộng sản trong vấn đề này. Thì sau khi đó thì nó lại tiếp đến cái chuyện thăm viếng của ông Martin Dempsey, chủ tịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Hoa Kỳ đến. Thì ông Dempsey cũng đã có những cái dự phòng ở trong vấn đề tuyên bố đó. Ông cũng vẫn nói rằng chính quyền của Việt Nam sẽ chính quyền của Hoa Kỳ sẽ có thể đưa đến cái việc gọi là gỡ bỏ cái lệnh cấm vận với những cái điều kiện về nhân quyền. Như mà tôi nói là hai cái đảng của Hoa Kỳ ở đây, Đảng Cộng hòa thì họ chú trọng mạnh nhất về những cái tự do về tôn giáo, còn Đảng Dân chủ thì nhắm vào cái tự do của việc lập hội của cái những cái công đoàn độc lập. Thì trong cái giai đoạn này đã ở Việt Nam đã xảy ra chuyện gì? Trong nước đã xảy ra cái chuyện chúng ta đã dân Việt Nam đã thành lập hội nhà báo độc lập mà ông chủ tịch là ông Dũng, và phía bên công đoàn họ cũng thành lập những cái công đoàn mặc dù không được giấy phép, không được gì của Trung Cộng nhưng mà của Việt Cộng, nhưng mà vẫn thành lập. Thành ra do đó là Cộng sản giai đoạn này Cộng sản nó không muốn có những hành động đàn áp hay là về vấn đề đó. Nhưng mà Cộng sản đã vấp phải một cái bất lợi rất là lớn là cái cuộc thăm viếng của ông đặc phái viên Liên Hiệp Quốc đặc trách về tự do tôn giáo. Thì một lát nữa trong cái phần kế tiếp nếu có dịp tôi sẽ trình bày những cái vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo và ông đặc phái viên này đã làm như thế nào. Tại cái chuyện của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc này nó sẽ phản ảnh cho tới
vào tháng 3 năm tới, tức là khi ông hoàn tất cái bản đó và đưa ra cái hội đồng ở Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, nhưng mà đặc biệt về tôn giáo. Cộng sản đã bị làm những cái vi phạm về nhân quyền, những cái công ước quốc tế mà họ đã ký, họ vi phạm hoàn toàn hết. Thật ra do đó tôi thấy rằng cái vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam thì muốn lợi dụng những cái khuynh hướng, những cái điều mà Hoa Kỳ muốn có xảy ra trong cái sai đó, thì họ không lừa dối dân chúng, họ không có nói tất cả chuyện đó, họ đưa ra những cái tin tức nó theo cái chiều hướng của Đảng Cộng sản thôi. Mà cái chiều hướng đó như tôi nói lúc nãy là cũng làm sao để cái Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và có thể là tiếp tục cái vai trò độc trị và độc quyền. Cảm ơn Trang, sĩ Tấn rất nhiều, tâm phán rất là nhiều. Và hy vọng trong tương lai thì SBTN Boston sẽ mời thẩm phán trở lại để mà trình bày thêm về tình hình Biển Đông. Dạ, chúng tôi sẵn sàng. Lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi cái chia sẻ và phân tích về cái tình hình của Biển Đông trong cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phỏng vấn vừa giữa SBTN Boston và thẩm phán Trung tướng Trang Sĩ Tấn. Phương Chi xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.